Dạ rồi, xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của kho hàng Thành Phước nha. Thì hôm nay em lên cho anh chị em một số các sản phẩm hàng nội địa Nhật, Úc, Mỹ và đồ gia dụng cho anh chị em mình luôn nha. Rồi thì đầu tiên thì anh chị em mình mới xem kênh của em lần đầu thì cho em xin nút like và nút đăng ký kênh nha. Còn anh chị em mà mình quan tâm sản phẩm nào thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình. Số điện thoại trên màn hình có gồm cả Zalo luôn nha anh chị em. Rồi thì nay ở đây em mới về được cho anh chị em mình lại là một cái lô là lô máy cắt cỏ sử dụng pin anh em ha. Thì cái này nó rất là tiện lợi rồi, hầu như gia đình nào cũng xài hết. Nếu như mình có sân vườn là chắc chắn mình sẽ xài máy cắt cỏ nha. Thì thường những cái dòng mà máy cắt cỏ mà nó sử dụng pin á, nó sẽ tiện lợi hơn là những cái máy sử dụng xăng ở chỗ là nó không có ồn ào. Và những anh chị em, cô chú bác lớn tuổi đều cũng xài rất là dễ dàng. Chỉ việc mình gắn pin vô, mình bóp cái nút là nó chạy thôi. Rồi thì bây giờ cái lô này nó có cái gì đặc biệt thì em sẽ giới thiệu luôn cho anh chị em mình. Thì trước tiên thì đây là một cái máy cắt cỏ sử dụng pin, nó rất là gọn gàng, rất là tiện dụng. Anh em chỉ việc là mình cầm cái cò này nè, mình bóp nó, rồi đây là cầm cái tay nữa là hai tay anh em ha. Hai tay là anh em có thể bóp, anh em cắt rồi ha, mình lia. Nó mình lia tới đâu thì cắt tới đó. Và cái này nó hay ở chỗ là nó có cái nút này anh em có thể kéo giãn cái chiều dài của cái cây cắt cỏ ra để cho nó phù hợp với cái tư thế mình. Thì cái chiều dài tối đa, cái chiều dài tối đa của cái máy cắt cỏ pin này là lên 1m2 nha anh em. 1m2 thì nó rất vừa vặn để mình có thể vừa đứng vừa cắt nha. Rồi, và một cái phần đặc biệt nữa là ở phần đầu của cái máy cắt cỏ thì anh em thấy ha, ở cái phần đầu này là nó có cho mình cái nút để anh em điều chỉnh cái độ ha anh em. Ví dụ nè, em bấm cái nút này thì em điều chỉnh cái độ của cái lưỡi cắt nè. Đó, gập lên gập xuống gì đó anh em ha. Gập lên gập xuống gì đó tùy cái nhu cầu của anh em ha, cũng như cái tư thế mà anh em muốn cắt thì anh em có thể bấm nút nữa ha để điều chỉnh nha. Đó, khá là hay ha. Rồi, còn cái tay, cái phần tay cầm này cũng vậy, thì ở đây nó có cái nút này anh em có thể xả ra rồi anh em đưa tăng lên tăng xuống gì đó cho nó phù hợp với cái tư thế mình nha. Nó nhìn vô là mình đã thấy được rất là nhiều cái mà tiện lợi ở một cái máy cắt cỏ này rồi nha. Và đi kèm nó anh em thấy ha, cái phần đây là cái phần inox ha. Nó mình nhìn vô là mình thấy inox rồi, nó cũng không rỉ là nó rất là bền. Rồi, tiếp theo về cái phần lưỡi cắt thì đi kèm cái bộ combo là anh em thấy ha, nó cái nhà sản xuất người ta cho mình rất là nhiều cái dụng cụ. Cái thứ nhất là cái này là cái đầu tiếp để anh em có thể mở cái lưỡi cắt ra. Đó, mình mở cái lưỡi cắt ra anh em thấy. Ở đây nè, ở đây nó có cái con ốc nè, nó mình sử dụng cái đầu tiếp này để mình mở con ốc ra. Và trong đây rất là nhiều cái lưỡi cho anh em mình thay thế nha. Đó, cái thứ nhất nè là anh em thấy nó có những cái lưỡi nhựa. Cái lưỡi nhựa này anh em nhìn như vậy thôi chứ khi mà anh em lắp vô thì anh em cũng có thể cắt được cỏ luôn nha anh em. Lưỡi cước còn cắt được mà, thì lưỡi nhựa là vô tư ha. Nó cho mình mấy cái lưỡi cước luôn ha. Và một cái lưỡi nè, đây là lưỡi kim loại. Lưỡi kim loại này nó cũng rất là hay. Cái thứ nhất là nó rất là bén để anh em cắt được cỏ hoặc là những cái cây nhỏ nằm ở dưới cỏ anh em ha. Và cái thứ hai, nếu như nó có lỡ bị mẻ, nếu như mình cắt trúng gạch đá bê tông gì đó thì nó mẻ thì mình cũng dễ mài lại. Bởi vì cái kiểu này thì mình chỉ cần đưa vô máy mài, mình mài nhẹ cái là được rồi. Đó, thì cái lưỡi này nó rất là tiện nha. Và đi kèm nó thì nó có luôn cho mình thêm một cái lưỡi nữa là lưỡi này, cái lưỡi tròn. Thì cái lưỡi tròn này đường kính của nó cũng là 150mm. Nó đường kính của nó là khoảng 150mm. Thì cái lưỡi tròn này á, nó cũng có tác dụng cắt được cỏ và nó cắt được những cái cây to. Ví dụ như là những cái chân cỏ già đó anh em ha. Ở dưới nó sẽ có những cái cọng cỏ nó to thì to luôn á. Cái chân già thì anh em sử dụng cái này, hoặc là những cái cây nhỏ nó thì anh em cũng cắt bằng cái này được luôn nha. Rồi thì rất là hay, và trọn bộ của nó thì anh em mình nhìn vô là mình thấy ha, được 2 viên pin nè. Đó, 2 viên pin này thì anh em thấy nè, vừa sạc vừa xài cũng khá là ok. Đó, chỉ việc là anh em gắn vô đây bấm thôi. Đó, rồi tổng thể của cái máy cắt cỏ thì anh em thấy ha, rất là gọn gàng ha. Ở đây nè, em chỉ việc bóp cái là chạy nè. Cái trớn, cái tốc độ chạy rất là cao nha anh em. Rồi, ok. Đó, thì anh em mình nhìn là mình thấy rồi ha. Đó, một cái máy cắt cỏ rất là tiện lợi cho anh em. Đó. Rồi, và anh em thấy đi kèm nó là nó có gồm cho mình là một máy nè, 2 pin nè, một sạc nè. Và sạc này là sạc được auto volt luôn anh em ha. Từ 100 cho tới 220 anh em được sạc được hết luôn nha.
Rồi, trọn bộ của nó gồm phụ kiện nè, đó, các cái đầu lưỡi cắt nè, hai pin, một sạc, tình trạng là mới chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, trọn bộ như vậy thì bên em đang bán với giá là 650k nha anh em. Đó, 650k, rất là thích hợp cho anh em làm vườn nha. Rồi, ok, anh em nào quan tâm tới cái mẫu máy cắt cỏ sử dụng pin này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó rồi, ở đây nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô dây sạc đa năng. Đó, cái này là dây sạc đa năng 3 chui của Nhật nha nè. Rất là xịn sò ha. Một cái đầu của nó là đầu USB nè. Đó, rồi ở đây nó ra cho mình ba cái chui để mình sạc điện thoại ha. Thì ở đây á, là nó ra được cái đầu Lightning nè. Anh em có thể sạc iPhone bằng cái đầu này nha. Đó, Lightning nè. Rồi, cái này là micro nè. Đó, còn này là Type-C nè. Đó, Type-C nè ha. Rồi, micro nè. Đó, đầy đủ ha. Đó, ba cái đầu này là nó hầu như là nó đầy đủ cho mình để mình có thể mình sạc được nhiều cái thiết bị luôn nha anh em. Đó, điện thoại rồi các thể loại ha. Và cái nguồn điện dầu của nó thì anh em cắm vô cái cổng USB là ok. Đó, khi mình ghim vô điện anh em ha, nó mình ghim vô cái chui USB vô trong cái adapter á thì ở đây. Đó, ở đây nó ra ba chui cho mình nè. Đó, và ở đây nó có cái đèn nè. Nó có cái đèn báo cho mình luôn ha. Đó, cái đèn báo rất là đẹp anh em nha. Rồi, cái này thì giá cực kỳ tốt cho anh em luôn ha. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là chỉ có là 70k một cộng thôi. 70k một cộng nha anh em. Đó. Dây sạc đa năng 3 chui 70k. Đó, màu đen. Đó, nó có báo đèn đầy đủ luôn nha anh em. Đó, nó có báo đèn đầy đủ cho mình luôn ha. Anh em nào mình quan tâm thì mình cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nhé. Đó, cái này là 70k thôi anh em. Đó. Rồi, ok. Tới về được cho anh chị em mình một cái kiện hàng nội địa Nhật rất là xịn sò cho chị em mình luôn nha. Rồi, thì ở đây á, nay em về được cho anh chị em mình là một cái lô dù anh em ha. Đây là cái dù hàng nội địa Nhật nha anh em, tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn ha. Đó, cái này là hàng thanh lý bên siêu thị ở bên Nhật nha. Rồi, thì bây giờ á, em sẽ mở thử ra cho anh em coi. Thì cái kích thước nó hầu như nó giống nhau thôi, nó chỉ khác về màu. Nhưng mà ở đây khi gửi cho anh em thì em cũng màu ngẫu nhiên nha. Ví dụ anh em cần màu tối thì nói với em màu tối hoặc màu sáng thôi. Chứ ở đây á, là nó không có cây nào giống cây nào hết. Cái màu nó ngà ngà, rồi màu nó caro, rồi màu nó xanh xanh gì đó. Đó, nhiều quá rồi cho nên em chỉ mở thử cây em test cho anh em coi thôi ha. Một hai cây thôi. Đó, thì tất cả những cái hàng nội địa Nhật thì anh em thấy ha. Đó, nó có cái tem Nhật ha. Nói chung nó chưa qua sử dụng mà anh em. Ngon lành. Đó, rồi em mở thử cho anh em coi luôn. Đó, nó thì anh em thấy ha. Những cái chốt, những cái chi tiết của nó thì rất là xịn sò, rất là chắc chắn anh em nha. Đó, ở đây có cái chốt này, trong đây cũng vậy luôn. Rồi, thì cái dù này á, thì đại khái là nó khoảng anh em sử dụng khoảng 1-2 người anh em ha. Rất là gọn gàng, thường những cái mẫu dù này bên Nhật á là người ta bỏ trên xe ô tô hoặc người ta đi làm người ta hay mang theo, bởi vì nó nhỏ gọn anh em. Rồi em xếp lại cho anh em xem luôn. Nó bóp lại xếp lại thôi. Rồi bắt đầu là mình quấn lại. Nó những cái dù của Nhật thì nó thiết kế rất là đơn giản anh em. Nó rất là đơn giản nhưng mà cái độ bền của nó rất là cao ha. Hồi đó em qua bên Nhật em xài cái dù 3-4 năm nó cũng không có hư nữa. Bên Nhật nó ngộ lắm, nó khác với Việt Nam ở chỗ mưa anh em. Nếu như trời mưa bên Nhật á là mưa nguyên một ngày một tuần, chứ nó không có phải mưa một buổi. Cho nên là người ta không có cái khái niệm mà đứng đục mưa đâu. Khi trời mưa là người ta sẽ coi dự báo thời tiết, người ta đi làm người ta mang theo dù. Đó, chứ không có ai đứng đục mưa hết, bởi vì mưa nó hầu như là 3-4 ngày một tuần không, chứ không có bao giờ mưa buổi nha anh em. Đó, rồi thì những cái mẫu dù ở đây anh em ha. Đó, nó đều rất là đẹp và tình trạng là chưa có qua sử dụng nha anh em. Không có cái cây nào giống cây nào hết á, cho nên là anh em mình lưu ý ha. Em thí dụ như là những cái mẫu dù ở đây thì cái kích thước nó thường nó sẽ xem với nhau nè. Em đo sơ cái chiều dài cho anh em mình coi ha. Đại khái thôi, chiều dài nó gần gần bằng như nhau, nó không chính xác như bằng như nhau, khoảng 8 tấc anh em nha. Đó, chiều dài khoảng 8 tấc anh em ha. Rồi em mở thử cái cây này ra cho anh em luôn. Nó em sẽ mở thử vài ba cây thôi nha anh em, bởi vì nó không có giống nhau, đủ màu sắc hết á. Nhưng mà cái nguyên tắc thì như nhau. Ở đây nó có nút bấm, anh em bấm là anh em đẩy lên thôi. Đó, rồi, rất là nhẹ, rất là gọn anh em ha, mà cực kỳ chắc chắn nha.
Rồi ok, mùa mưa gió thì xài dù quá là ok rồi anh em ơi. Đó thì khi đặt hàng á, anh em chỉ cần anh em nói với em là màu ngẫu nhiên hoặc là màu sáng hoặc là màu tối thì em sẽ lựa cho anh em nha. Chứ những cái màu này giờ nói thật sự ra là không có cây nào giống cây nào hết anh em. Đó anh em thấy nó đủ màu sắc đủ loại hết anh em nào. Rồi ok, thì cái này á, dù nhật anh em nha. Và những cái cây này đồng giá với nhau anh em ha. Đồng giá với nhau là 200k ăn cây nha anh em. Nó dù nhật 200k ăn cây. Nó cái màu này cũng khá là cổ điển. Mở ra cho anh em coi luôn. Đó, nhìn cũng đẹp anh em. Những cái dù gì chụp hình đẹp lắm anh em. Nó nhìn nó như vậy thôi. Như khi mà mình đi chụp hình rồi ha. Anh em mang những cái dù này đi chụp hình á, thì nó lên hình rất là đẹp. Nó cái màu bông hoa này nó lên hình rất là đẹp anh em ha. Cái cán thì nó nhỏ nhỏ nè, rất gọn gàng. Cái này thì thích hợp với hai người anh em nha, dù một hoặc hai người nha. Đó thì đại khái rồi, em đo sơ cái đường kính của cái dù cho anh em mình luôn đi. Sơ thôi, tại vì không cây nào giống cây nào hết, nhưng mà trung bình thì nó đại khái nó gần giống nhau anh em ha. Đường kính nó cũng khoảng là 8 tấc rưỡi tới 9 tấc nha anh em. Rồi ok, thì nó khoảng là 8 tấc rưỡi tới 9 tấc. Nó phù hợp hai người rất là đẹp nha anh em. Rồi em khép lại cho anh em mình coi luôn. Đó, tình trạng mới chưa qua sử dụng nha anh em. Rồi ok, thì đồng giá với nhau nha. Đồng giá với nhau là 200k. Đó, đồng giá với nhau là 200k. Anh em mình ha, khi đặt hàng thì mình cứ nói màu tối hoặc màu sáng là bên em sẽ lựa cho anh em nha. Rồi ok, anh em quan tâm tới cái mẫu dù này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em mới về cho anh chị em mình là một cái combo 5 món của máy nén khí anh em nha. Đó, cái này là của thương hiệu Tonsen. Đó, combo 5 món dành cho máy nén khí anh em ha. Mình có máy nén khí thì mình cắm cái dây hơi trong đây là mình sử dụng luôn. Rồi, cái thứ nhất đầu tiên là cái bình xịt nhớt anh em nha. Đó, cái bình này anh em bỏ nhớt vô anh em xịt nha. Rồi, ok nè. Tiếp theo thì em qua tớp là một cái đồng hồ đo áp anh em ha. Đây là cái đồng hồ bơm xe. Tức là nó là một cái đầu nè anh em ha, mình ghim vô trong cái dây của máy nén khí nè. Đó, rồi cái đầu này thì anh em bơm vô trong cái bánh xe ô tô, xe máy gì cũng được. Và cái đồng hồ này thì nó hiển thị áp. Thì khi đó mình có thể bơm vừa với cái áp vừa phải của cái thiết bị mình ha, của cái bánh xe của mình nha. Rồi, tiếp theo cái món thứ ba là một cái Victorle phun sơn. Đó, đây là cái Victorle dành cho anh em sơn rồi ha. Đó, mình bỏ sơn vô đây mình sơn thôi nè. Rồi tiếp theo cái thứ tư nữa là cái này là cái vòi xịt hơi. Đó, mình chỉ việc cặm dây hơi vô đây là mình xịt hơi thôi, không thể thiếu ha. Và cuối cùng nữa là đây là cái dây hơi. Đó, thì những anh em mà mình có máy nén khí ha, đó mình có máy nén khí thì mình mua một bộ này luôn là mình đã xài đầy đủ luôn nha anh em. Đó, một bộ này luôn là gồm là cái vòi xịt hơi nè, bơm xe có hiển thị áp nè, dây hơi nè, súng xịt nhớt nè, Victorle phun sơn nè. Rồi trọn bộ này là bên em đang bán với giá là 750 nha anh em. 750k, tình trạng mới chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, mua một bộ là xài đầy đủ các tính năng của máy nén khí luôn nha. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì em mới về được cho anh chị em mình một ít cái bình đựng đá anh em nha. Đó, đây là cái xô đựng đá, nó dành cho những anh em mà mình mê nhậu nè. Đó, mình mê úp rượu nè, úp bia nè, hoặc là nước ngọt, nước trái cây gì đó anh em nha. Thì đây là của thương hiệu là Wieselin. Cái này là của Đức nha anh em. Đó, nó bằng inox 304, ở trên nó có cái quai sắt rất là đẹp anh em nha. Đó, rồi thì cái này á là nó là cái dung tích của nó là được là 3 lít anh em ha. Nó 3 lít rồi, em mở bên trong ra cho anh em coi thử luôn. Đó, ở đây mở bên trong anh em thấy ha, người ta thiết kế nè là làm một cái lớp rất là dày như vậy là để cho nó giữ nhiệt á anh em ha, kiểu như là nó giữ nhiệt anh em bỏ đá bỏ đồ vô á. Đó, còn về cái phần nắp anh em thấy không, cái nắp này nó cũng có cái ron nè, nó có cái ron khi đậy lại nó rất là kín, rất là kín hơi anh em nha. Đó, rồi inox 304 thì rất là an toàn cho sức khỏe luôn mà cực kỳ xịn sò anh em nha. Có một cái nắp như vậy luôn. Đó, dung tích là 3 lít nha anh em. Nó kích thước của nó là 18x18 nha anh em. Đó, ngang 18, cao cũng 18 luôn. Rồi 3 lít nha, rất là xịn, rất là đẹp luôn. Rồi thì cái này thì bên em đang bán với giá là 550k nha anh em. Đó, xô đựng đá của Đức nha. Đó, anh em mình quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, khá là hay, rất là đẹp luôn nha.
Rồi tiếp theo thì ở đây em mới về lại được cho anh chị em mình là một cái lô quạt pin. Đó, hàng nội địa Nhật luôn anh em ha. Đó, đây. Đây là của cái thương hiệu là Nansin anh em nha. Đó thì cái quạt pin này á là cái sử dụng pin là 20V nha. Đó, với lại cái sử dụng pin là pin 20V và cánh của nó là 22 cm. Đó thì bây giờ em cũng sẽ đo sơ qua thử cho anh chị em mình luôn để anh chị em mình hình dung nha. Rồi, đường kính của cái cánh quạt của nó là 22 cm anh em ha. Chiều cao nè, chiều cao từ ở dưới đất lên tới trên cái đỉnh của cánh quạt là nó là 32 cm. Đó, thì cái này á đi kèm của nó trọn bộ là gồm một cái quạt, một viên pin nè. Đó, một quạt, một viên pin 2A và một cái sạc anh em ha. Và cái sạc này á là nó sử dụng được là điện auto volt luôn, là từ 100 cho tới là 220V nha. Rồi, với lại ở phía sau nó là nó có cái công tắc gồm hai cấp độ anh em ha. Cái cấp độ thứ nhất nè. Đó, quạt rất mạnh nha anh em. Rồi, tiếp theo là cấp độ thứ hai là mạnh hơn nữa nha anh em. Đó, anh em nghe âm thanh nè. Đó, rất là mát luôn nha. Cái này anh em có thể để trên bàn ha. Nó mát, rất là mát. Và cái đợt này em về á, nó khác với cái mẫu trước xíu là ở đây nó có cho mình là cái điều chỉnh là quay qua quay lại luôn anh em nha. Đó, mình chỉ cần mình gạt nó một cái nè là cái quạt nó sẽ quay qua quay lại cho mình luôn nè. Đó, nó tức là nó có thêm một cái chế độ là quay sang trái phải và quay sang trái luôn nha anh em. Đó, thường một cái viên pin này là anh em xài cũng được là 3 tiếng cho tới 6 tiếng anh em ha, tùy vào cái cấp độ anh em xài. Đó, cho nên cái thời gian nó xài cũng rất là lâu. Đó, cực kỳ mát luôn nha anh em, rất mát nha. Còn nếu như mà mình không muốn nó quay qua quay lại thì ở đây nó có cái cần gạt này, mình gạt nó cố định thôi là nó sẽ cố định một chỗ, nó không quay đi đâu hết. Rồi thì trọn bộ của nó nè. Đó, em báo lại luôn cho anh em mình, trọn bộ là gồm một cái quạt, một viên pin và một cái sạc như ở trên hình, thì bên em đang bán với giá là 450 nha anh em. Đó, 450 ha, là gồm là một quạt, một pin và một sạc. Còn nếu như anh em nào mà mình có cái nhu cầu mà mình muốn mua thêm một viên pin nữa thì bên em bán lẻ thêm một viên pin nữa là thêm 100k nữa nha anh em. Đó, rất là tiện lợi cho anh em ha, hàng nội địa Nhật cực kỳ xịn sò luôn. Nó cái này á là cái cánh của nó là bằng kim loại luôn nha anh em. Cái vỏ này nè, nó cái vỏ này cũng bằng kim loại và cái cánh cũng bằng kim loại luôn. Nói chung nó rất là chắc chắn anh em ha. Với lại là nó cũng rất là tiện dụng nữa, mà nó quạt cực kỳ khỏe và thời gian sử dụng cũng rất là lâu. Rồi thì anh em mình quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Bản một pin thì là 450, còn nếu như thêm một viên pin nữa nó là thêm 100k nữa là 550 nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em về được cho anh chị em mình là mấy cái loa Synco. Đó, mấy cái loa nghe nhạc Bluetooth Synco của Nhật cho anh chị em mình luôn nha. Rồi thì cái loa này á, nó cũng rất là hay anh em ha. Nó kết nối trực tiếp với điện thoại để anh em có thể nghe nhạc nha. Nó là loa Bluetooth ha. Ở đây thì nó có công tắc on off nè. Mình chỉ việc mình giữ vài giây là nó sẽ mở lên ha. Em mở hai cái lên cho anh chị em mình xem cho đẹp nha. Rồi thì cái dòng ngoài anh em mình nhìn vô là mình thấy ha, nó có một cái dòng đèn nhìn rất là đẹp nha. Và đèn này á thì nó có nhiều cái màu sắc lắm ha, mình có thể mình bấm cái cho nó đổi màu nè. Đó, anh em thấy em bấm cái nó đổi các màu luôn ha. Đó, rồi, và cái này nó cũng khá là hay, ở trên đây nó có cái là sạc điện thoại mà sạc không dây anh em ha. Nhưng mà khi mà muốn sử dụng chế độ sạc không dây á thì mình phải cắm cái nguồn, tức là mình cắm cái dây sạc trực tiếp vô trong đây. Đó, mình cắm trực tiếp vô đây là mình để điện thoại lên nó mới sạc được nha anh em. Còn nếu như không á thì mình chỉ sử dụng chế độ pin thì không có sạc được điện thoại, chỉ nghe nhạc thôi. Rồi thì cái này á em cũng kết nối cho anh em với điện thoại cho anh em nghe thử ha. Cái này thì em đã kết nối rồi, chỉ việc làm kết nối với Bluetooth thôi, rất là đơn giản anh em nha. Rồi em mở nhạc lên cho anh em nghe, ví dụ nhạc Bolero đi, em thích nghe nhạc Bolero ha. Rồi, thế giới xa nào cho đời hiểu hát tiếng thì nẻo vào tim mở rộng hay khép môi thắm trao duyên cuối xuân hè tới nhưng chưa lần nói lá thu rơi lại rơi ngắm
bước dù sau nhưng cũng một lần gửi đến người thương thiết tha nỗi lòng đợi chờ hồi âm để rồi cay đắng đến tay một thiệp hồng. Đó anh em thấy ha, nó khá là hay nha anh em, âm thanh cực kỳ hay luôn á ha. Dạ ở đây nè, cái này mình có thể nè, mình mở lên mở xuống anh em ha, để cho nó nằm cũng được. Đó, mình để cho nó nằm để mình gác điện thoại lên cũng được, hoặc mình để dựng điện thoại cũng khá là hay ha. Rồi thì bây giờ em sẽ test thử cái chức năng mà sạc điện thoại không dây luôn. Cũng như đi kèm nó là nó có cho mình cái cáp sạc anh em nha. Ví dụ như mình xài hết pin thì mình cắm vô cái cáp sạc này mình xài thôi ha. Đó thì đây em, nó bên đây nè, nó có cái chui tai xi nè. Nó chui tai xi bên hông ha, anh em cắm vô là anh sạc thôi. Thì bây giờ á, em cắm vô. Đó, em cắm vô để em test cái chức năng mà nó sạc không dây cho anh em ha. Sạc không dây bằng điện thoại cho anh em luôn nha. Rồi khi mà em cắm có cái cọng dây điện nè, cọng dây điện này em cắm vô trong đây thì em chỉ việc là để cho nó sạc cho dễ nhận diện nè. Đó, thấy không? Đó, nó đang sạc anh em ha. Đó thì tức chức năng sạc không dây qua điện thoại luôn nha anh em. Chỉ việc là mình gác cái lưng của điện thoại vô trong đây thôi. Và những cái điện thoại của mình nó phải có cái chức năng là hỗ trợ sạc không dây thì mới sạc không dây được nha anh em. Chứ có nhiều anh em không biết á, mình xài cái dòng điện thoại đời cũ ngày xưa đó thì nó sạc không dây không được đâu nha. Những cái điện thoại ví dụ như iPhone mà iPhone 11 trở về sau á thì sau này nó có chức năng sạc không dây anh em thấy không? Đó, đây nè. Em vừa để vô là nó sạc liền anh em thấy không? Nè, em lấy ra nè, em đặt vô lại nè. Đó thấy không? Để chữ đỡ sạc thấy không? Nó đang sạc vô á. Đó, rất là hay luôn nha anh em. Rồi thì cái chức năng sạc không dây này nó cũng khá là tiện trong cái lúc mình vừa nghe nhạc mà mình vừa có thể sạc được điện thoại luôn thì cũng rất là hay. Nhưng mà với điều kiện là mình phải cắm cái dây sạc vô trong đây thì mới xài được chức năng sạc không dây nha anh em. Đó. Rồi thì cái này nó cũng hay, rất là hay là anh em mình nhìn vô là mình thấy ha, ở đây mặt trước này nó có hiển thị cái đồng hồ luôn. Nó thì khi mà mình mua về thì mình cứ có thể là mình cài đặt cái giờ để mà mình coi giờ cũng được nha. Rồi thì cái này á, em cũng đo sơ qua cái kích thước cho anh em mình luôn để anh em mình dễ hình dung nha. Kích thước thì cái chiều cao của nó là khoảng là 18cm nha anh em. Nó chiều cao là khoảng 18cm. Còn cái đường kính của cái vòng tròn của cái loa này á, là khoảng là 18 luôn. Đó, chiều cao 18 và đường kính cũng 18 luôn. Rồi thì cái loa này á, cái công suất của nó là 20W anh em ha. Công suất của nó là 20W, còn nhờ cái công suất sạc là 10W anh em nhé. Rồi, ok, kết nối á, wireless audio, tức là anh em mà mình kết nối bằng Bluetooth ha để anh em nghe nhạc nha. Rồi, ok, thì cái loa này bên em đang bán với giá là 320k một cái nha anh em. Rồi 320k một cái, anh em nào mình quan tâm mà có nhu cầu á thì anh em cứ gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Tiếp theo thì em lên cho anh em là một cái máy hát ha. Đây là cái máy hát loa kèn sử dụng đĩa than nha. Cái này là cái dạng là máy cái loa kèn đời cổ nha anh em. Đó, cái này thì dạng như là nó như vậy cho nên là phong cách nó cổ điển, rất là cổ điển nha anh em. Thì cái này nó cấu tạo cũng rất là hay. Nó ở đây thì đi kèm thì em có tặng cho anh em một cái đĩa than ha. Cái đĩa than này là của nước ngoài cho nên là cái nhạc opera thính phòng nha. Còn anh em mình muốn nghe cái nhạc Việt thì mình cứ mua cái đĩa của nhạc Việt mà mình xài. Cái này thì nó cũng khá là ok, em sẽ cho anh em coi sơ bên trong nó luôn đi. Ở bên trong nó đó là nó có cho mình một cái code bằng sắt nè. Đó, anh em thấy không? Cái code này ha, khi mà mình lên code thì nó sẽ tự động nó chạy cái bánh trên đây, bỏ cái đĩa lên thì mình nghe được. Đó là cái nguyên lý, nguyên tắc hoạt động của nó nha. Rồi thì em cũng bỏ lên luôn, em cũng gắn lại rồi em cũng test sơ cho anh em mình nghe thử luôn. Thật ra bây giờ thì ít ai sử dụng những cái máy này nữa, nhưng mà nó thì nó có cái giá trị về sưu tầm nè, trưng bày nè, decor nó khá là hay. Thì em quay sơ một vòng cho anh em mình coi nha. Đó, cái phần này, cái kèn của nó nè, cái phần kèn của nó rất là to nha anh em. Đây, em quay sơ một vòng cho anh em mình xem nè. Khá là đẹp luôn nha. Đó, những cái phong gian mà trang trí decor cổ điển thì rất là ok. Rồi, cái này thì đo thử cái loa cho anh em mình coi luôn. Cái đường kính của cái kèn hang là 41cm nha anh em.
Đó, rồi còn cái đường kính của cái bàn ở dưới đây thì khoảng là 35. Và cái này em đang để dưới thấp nha anh em. Khi đi bán cho anh em thì nó sẽ đi kèm với cái đun nữa. Cái đun này đun cao, mình có thể để trên bàn thì không cần để đun. Mà nếu như mình bình thường thì mình để lên cô đun nó cho nó đẹp nha. Rồi thì bây giờ em cũng test thử âm thanh cho anh em mình nghe cho vui nha. Rồi thì ở đây là cái dây lên cốt nè, mình cứ dặn nó. Mình dặn nó để cho nó có cái cốt. Tức là anh em dặn càng nhiều thì nó sẽ cốt nó chạy càng mạnh, tức là nó sẽ càng nhiều vòng cho mình thôi. Rồi, tiếp theo khi dặn xong thì mình bỏ cái đĩa lên. Đây, nó khi bán cho anh em thì em tặng kèm luôn. Tại cái này em nhập về có đĩa luôn. Đây là cái khóa nè, thì giờ mình mở ra cho nó chạy, anh em thấy nó chạy chưa? Rồi, bắt đầu là cái này rồi mình canh cho nó ngay rồi mình đặt lên thôi. Khá là hay nha anh em. Đó, khá là ok. Thì thay vì thí dụ anh em mình nghe rồi mình đặt lên thôi. Rồi, đây em bấm đây, tắt. Rồi, đó, thì cái này á, là anh em khi mà anh muốn tắt thì mình cứ khóa cái này lại thì nó sẽ ngưng lại nha anh em. Đó, âm thanh nó cũng rất là vui ha, âm thanh cổ điển mà. Rồi thì cái loa kèn này đi kèm nó có luôn một cái đế như vậy. Em đặt lên trên cái đế cho anh em mình coi luôn đi. Tại vì cái này em về một bộ thì em sẽ gửi cho anh em đầy đủ một bộ nha. Rồi. Đó, khá là đẹp nha anh em. Đó, đây cho anh em coi từ dưới chân lên trên nè. Khá là đẹp. Em đo thử từ dưới chân lên cho anh em mình luôn đi, tổng cộng là bao nhiêu để anh em mình biết được ha. Từ dưới chân mà có cái đôn này luôn anh em. Rồi lên tới đỉnh của cái nó lên tới đỉnh này là khoảng là 1m45 nha anh em. Lên tới đỉnh của cái loa là khoảng 1m45. Rồi ok anh em. Khi mà gửi cho anh em thì em sẽ gửi tặng kèm cho anh em một cái đĩa than như vậy luôn nha. Rồi cái này thì bên em đang bán với giá là 8.9 triệu nha anh em. 8.9 triệu nha. Nó còn một cái duy nhất, anh em nào thích thì lấy nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em mới về lại được cho anh chị em mình là một cái lưu dao. Cái này là dao xếp gọn anh em ha, nhìn nó khá là đẹp ha. Nó nằm ở trong cái bao da như vậy nè, rất là tiện lợi cho anh em có thể đi dã ngoại, đi du lịch, đi cắm trại, hoặc là mang theo để gọt rau củ hỏa gì cũng rất là ok nha. Rồi cái này á, đầu nó có một cái đầu này là cái này là đầu thoát hiểm anh em ha. Thí dụ anh em búi vô trong kiến để phá vỡ kiến cũng khá là ok. Còn khi mình sử dụng thì chỉ việc mình mở cái đầu này ra thôi. Đó, anh em mở cái đầu này ra như vậy là ok anh em ha. Cái dao này nó rất là nhỏ gọn và cực kỳ bén luôn anh em ha. Đó, hàng nội địa Nhật, rất là xịn sò. Rồi, khá là đẹp luôn anh em, rất bén ha. Anh em có thể làm thay thế dao rọc giấy hay những cái dao mà cắt gọt rau củ quả mà tiện lợi, nhỏ, gọn á. Đó, mình mang theo bên mình, hoặc thậm chí mình có thể làm móc khóa hay này kia cũng được ha. Đó, nó rất là tiện lợi mà nhìn nó cũng khá là an toàn nha anh em. Rồi thì cái dao này em cũng đo sơ kích thước cho anh em mình luôn ha. Rồi cái này tổng chiều dài của nó ha, từ cái phần cán cho tới phần mũi là khoảng là 19cm anh em ha. Đó. Rồi ok, dao này thì bên em đang bán với giá 160k anh em nha. Dao xếp gọn 160k. Và anh em lưu ý mình đặt hàng thì mình nói là dao xếp gọn có cái túi da. Nó là bên em biết nha. Rồi 160k nha anh em.
Nay ở đây em về cho anh em là một cái bộ ba cái nồi. Đó, ba cái nồi rất là đẹp luôn như vậy cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái bộ nồi ba món như vậy là nó gồm một cái nồi nhỏ nè. Đó, gồm một cái nồi trung và một cái nồi lớn nha anh em. Đó, một cái nồi nhỏ, một cái nồi trung và một cái nồi lớn. Thì em đo sơ cái kích thước của từng cái cho anh em mình luôn đi. Rồi, cái nồi nhỏ này, cả ba cái thì có thiết kế giống nhau anh em thấy không? Cái nắp bằng thủy tinh nè. Và nó có một cái lỗ để thoát khí nha. Rồi, bên trong nồi inox nhìn rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, đây. Rồi, thì cái nồi này á, là cái nồi nhỏ nè. Em sẽ đo cái đường kính của cái nồi này cho anh em mình luôn. Rồi, cái nồi nhỏ nhất cái đường kính là 175 nha anh em. Rồi, bỏ qua bên. Tiếp theo tới cái nồi thứ hai. Nồi thứ hai thì thiết kế cũng như vậy thôi, nhưng mà to hơn. Đường kính của cái này là 215 nha anh em. Rồi, tiếp theo tới cái nồi lớn nhất. Rồi, cái nồi này là nồi to nhất nha anh em. Nồi to nhất là đường kính là 255. Rồi thì một cái bộ ba cái nồi như vậy thì bên em đang bán với giá là 600k nha anh em. Tình trạng là chưa qua sử dụng luôn nha. Cái nào cũng đều rất là xịn sò cho anh em luôn nha. Đó, khá là hay, khá là đẹp. Cái nồi, những cái mẫu nồi này thì anh em xài được là bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, các thể loại bếp đều được hết luôn nha anh em. Rồi, 600k bộ nồi này. Anh em nào mình quan tâm của bộ nồi này thì điện thoại cho em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái bộ combo khoang pin. À, giá cực kỳ tốt luôn cho anh chị em mình ha. Cái này là của thương hiệu là Nisio nha anh em. Đó, combo khoang pin của thương hiệu là Nisio. Rồi thì cái combo này nó cũng khá là đầy đủ cho mình để anh em có thể sử dụng gia đình ha. Cái thứ nhất thì cái thân máy cũng tương đối nhỏ gọn nè. Đó, thân máy tương đối nhỏ gọn ha. Rồi đi kèm nó, trọn bộ của nó là gồm là cho anh em mình là hai viên pin. Đó, và một sạc. Rồi sạc này là sạc được điện AutoVolt luôn nha anh em, từ 100 cho tới 220 luôn. Rồi thì cái này chỉ việc anh em gài pin vô là xài thôi. Đó, có đảo chiều ha, đảo chiều radio nè, dưới đây cấp độ 1-2 nè. Rồi ở đây có các cái cấp số trượt để dành cho anh em mà dặn máy bắn dít rồi ha. Đó, khá là ok ha. Với lại cái đầu kẹp của nó là đầu kẹp 10 ly nha anh em. Đó, nó kẹp tối đa mũi khoan được 10 ly nha. Đó, rất là hay luôn ha. Rồi ở trên đây nó có cái cân thủy cho mình để trong quá trình mình khoan cho nó vô thẳng cũng khá là ok nha. Rồi đi kèm nó thì nó có cho mình luôn những cái mũi vít thông dụng nè. Đó, hai cái đầu vít dẹp với vít ba ke nè. Và trong đây, trong cái bộ phụ kiện của nó thì nó có luôn. Nó có luôn cho mình mấy cái đầu vít anh em ha. Nó vít dẹp, vít ba ke và mấy cái mũi khoan nè. Đó, mấy cái mũi khoan sắt, khoan gỗ ha. Rồi còn cái đầu này thì anh em có thể mở ốc được luôn nha. Rồi đại khái nó cũng đầy đủ cho anh em mình sử dụng gia đình. Đó, với một cái máy khoan nhỏ gọn, cầm tay, tiện lợi ha. Đầy đủ các chức năng cho anh em mình để mình xài gia đình, mình dặn mở tháo ốc vít đồ. Các chi tiết ha, và quan trọng ở đây nó có cho mình một cái đầu này nữa. Đầu này là đầu nối anh em. Cái đầu nối dài như vậy nè, để em gặn cho anh em xem. Đó, cái đầu nối dài này á, là khi mà anh em có thể mở những con ốc trong cái kẹt. Ví dụ bình thường á, cái co nè, nó có một cái co nhỏ nè, anh em thấy không nè. Đó, nó có cái co nhỏ anh em dặn nó cũng được luôn nè. Đó, anh em thấy ha. Đó nè. Trong những cái không gian chật hẹp á, mà anh em đưa cái đầu này vô, anh em uống nó đi hướng nào thì nó đi theo hướng đó để anh em có thể dặn ha. Đó. Nói chung cái này cũng khá là hay. Rồi, thì cũng đầy đủ phụ kiện cho anh em mình ha. Rồi, trọn bộ gồm một máy, hai pin, một sạc thì bên em đang bán với giá là 600k. Rồi, cái này là của thương hiệu là Nisio nha anh em. Đó, Nisio, khá là xịn sò. Rồi, ok. Thì cái này anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. 600k nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái cân sức khỏe nha anh em. Đây là cái cân sức khỏe ha. Cái này là cái cân thông minh nha anh em. Khi mà anh em mua cái cân này về, nếu như anh em chỉ cân đơn giản thì là mình chỉ việc mình bỏ pin vô đây rồi mình cân cái trọng lượng cơ thể thôi. Nhưng nếu như anh em mà mình cân chuyên sâu hơn á, thì mình tải cái app về, cái app của cái cân này về, rồi mình kết nối Bluetooth với điện thoại, thì khi anh em cân á, khi mà mình cân á, thì nó sẽ có một cái dòng điện rất là nhỏ, nó phát ra và nó tính được là cái tỷ lệ mỡ ha, cái tỷ lệ mỡ nè, mỡ nội tạng nè, tỷ lệ cơ nè. Đó, rồi cũng như là cái độ tuổi của anh em luôn.
Đó, nó sẽ tính được như vậy, nó thông báo qua cái app điện thoại cho anh em để anh em có thể quản lý được ha. Quản lý được là cái sức khỏe của cơ thể mình. Ví dụ nếu như mình mập quá hay này nọ thì mình có thể kiêng lại, hoặc anh em bớm thì mình có thể ăn bổ sung thêm. Hoặc là những anh em mà mình tập gym ha, mình tập thể thao đồ thì mình cũng cần có một cái cân như vậy để mà nó quản lý sức khỏe của mình. Rồi thì cái cân này á, là nó cũng rất là thông minh. Rồi này em đo sơ cái đường kính của nó cho anh em mình luôn nha. Cái này á, là chiều ngang của nó là 26cm nha. Rồi chiều dài cũng 26 luôn. Cái này là hình vuông nha anh em. Pin thì sử dụng pin tiểu ha, anh em chỉ việc lắp vô thôi. Và anh em lưu ý cái cân này nó rất là mỏng, cho nên khi mình đặt xuống á, mình đặt xuống nền á, thì nó phải ở trên bề mặt phẳng anh em. Chứ nếu như anh em đặt có cái gì nó đội đội lên ở phần giữa này thì nó cũng sẽ không chính xác. Rồi thì cái cân này thì bên em đang bán với giá là 400k nha anh em. Nó cân sức khỏe thông minh 400k nha. Rồi tiếp theo thì trong cái kiện hàng nhật đợt này em về được cho anh chị em mình là mấy cái mẫu máy lọc không khí của Dyson anh em ha. Đó, nói tới Dyson là anh em mình biết rồi ha. Đó, một trong những thương hiệu rất là cao cấp, rất là đẳng cấp từ châu Âu ha. Cái này là của thương hiệu là Dyson. Dyson này là thương hiệu của Anh Quốc nha anh em. Đó, mà cái lô này thì là hàng nội địa Nhật, em nhập ở bên Nhật về. Nó cái đợt này về thì nó may mắn cái tình trạng của nó là mới, chưa qua sử dụng full thùng luôn nha anh em. Rồi thì bây giờ em sẽ mở thử sơ ra cho anh em mình coi ha. Đó. Rồi trước tiên thì anh em mình thấy ha, cái cục adapter rất là to ha. Nó adapter chính hãng của Dyson nha. Rất là to nha. Rồi tiếp theo của nó là cái remote nè. Đó, có đầy đủ adapter và remote cho anh em mình luôn nha. Rồi còn đây là cái mẫu máy lọc không khí ha. Nó thiết kế rất là đẹp luôn nha anh em. Đó. Rồi ok, rất là cao cấp. Những anh em mà mình hay đi trung tâm thương mại như mình vô là Vincom nè, Landmark nè, đó, hay là mình đi những cái trung tâm thương mại lớn thì nó có cái store của Dyson thì anh em có thể vô để chiêm ngưỡng thử ha. Nó những cái đồ của Dyson là giá từ 8, 9, 10 triệu, mười mấy 20 triệu không à, không có rẻ nha anh em. Đó, rồi thì cái này bây giờ em cũng ghim thử điện em test cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái này về á, là qua adapter này cho nên là nó sử dụng điện là điện AutoVolt nha anh em. AutoVolt tức là từ 100 cho tới là 220 luôn ha. Đó, cái này á, là hàng nội địa Nhật thì điện của Nhật là 100V là nó xài được rồi. Nhưng mà nó xài luôn được điện cả điện 220 của mình luôn. Rồi ok anh em ha. Đó. Wow, nó chạy cái hơi mát cũng khá là mát anh em nha. Ở đây á, cái lọc không khí này á, là nó vừa là có chức năng quạt luôn anh em. Nó vừa lọc không khí mà nó vừa quạt luôn ha. Nó ở đây nè, cho nên là em cảm giác nó rất là mát nè. Đó, không có cái gì để em thử được à. Để em lấy thử một miếng giấy để em thử cái lực gió cho anh em mình xem ha. Đó, thì ở đây cái điều khiển này mình cũng có điều khiển được là tắt mở nè, quay qua quay lại nè. Nó hoặc là cái cấp độ tăng giảm nè. Nó em giảm 9 nè, 8 nè, 7 nè, 6 nè. Còn em tăng lên nè, 7, 8, 9, 10 nè, đó. Rồi, đây nè, em thử cái lực gió cho anh em coi nè, anh em thấy không? Đó. Rất ngon lành anh em ha. Cái này thì nó là hai chức năng vừa quạt và vừa lọc không khí nha anh em. Đó, vừa quạt và vừa lọc không khí ha. Cái thứ nhất là nó rất là đẹp. Và cái thứ hai là nó, cái công dụng của nó rất là tuyệt vời. Quạt mát và lọc không khí ha. Đó, anh em coi cái lực gió của nó nha. Quá là ok. Rồi thì cái này á, là đi kèm của nó là có cái remote luôn cho mình ha. Đó. Rồi em bấm tắt đi, em bấm tắt trước cho anh em mình ha. Rồi khi bấm tắt xong rồi, bây giờ em sẽ đo cái kích thước này để anh em mình hình dung nha. Rồi tổng cái chiều cao từ ở dưới đất lên tới cái đỉnh của nó là khoảng là 41cm anh em ha. Khoảng là 41cm nha. Rồi tiếp theo là em sẽ đo cái dòng này. Cái dòng trên của nó ở trong đây nó bấu là hơi nhỏ anh em ha, là 21 nè. Nhưng mà nếu như ra tới đây chắc khoảng là hết cái vòng tròn lớn của nó chắc khoảng là 24 anh em nha. Rồi, còn cái này thì ở đây nó có hiển thị nè. Nó có hiển thị, khi em tắt mở là nó hiển thị lên đây nè. Đó, cấp độ ở trên đây nha anh em. Xoay phải, xoay trái nè. Đó. Rồi, ok. Rất là xịn sò, rất là đẳng cấp luôn nha anh em. Rồi, cái này thì cái chức năng của nó là quạt gió và lọc không khí anh em ha. Nó có một cái màn lọc ở đây nè.
trong cái quá trình mà mình sử dụng lâu lâu á thì nó bị dơ cái màng lọc, thì mình mở ra mình vệ sinh cái màng lọc lại thôi nha. Rồi, rất hay, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, rồi thì cái lọc không khí và cái quạt và lọc không khí của Dyson này thì bên em đang bán với giá đó là 3.2 triệu. 3.2 triệu cái đợt này về em về là có vẻ được là 3 màu nha anh em. Đó, 2 hoặc 3 màu gì đó, cái này là một màu nè, cái này là một màu nè, nó có màu trắng nữa nè anh em ha. Cái màu em quay là màu đen cam, còn nó có một cái màu trắng nữa nè. Rồi thì nó như nhau, đồng giá với nhau, anh em thích cái màu nào thì inbox cho em nha. Rồi, giá là 3.2 triệu. Sử dụng điện là điện auto luôn nha anh em, từ 100 cho tới 220 luôn nha. Rồi anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu xe đẩy 3 tầng anh em ha, của thương hiệu là CSBS. Đó, thì cái mẫu xe đẩy này có thể đẩy di chuyển đi rất là tiện lợi, rất là nhẹ nhàng bằng 4 cái bánh xe của nó nha anh em. Đó, 4 cái bánh xe này nó có thể là đẩy di chuyển đi tùm lum tùm la ha. Nó khi anh em để đồ đạc công cụ dụng cụ vô thì mình có thể đẩy đi được ha. Ở bên đây nó có cái tay cầm để cho mình đẩy đi nè. Đó, khá là tiện lợi, rất nhẹ luôn nha anh em. Thì cái xe đẩy 3 tầng này của thương hiệu CSBS là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng anh em ha. Những anh em mà mình làm gara, đầu tư gara đồ đó thì hầu như đều biết những cái thương hiệu này rồi. Đó, cái này là nó chuyên xuất khẩu qua Mỹ, cho nên là ở bên Mỹ rất là nhiều cái gara sử dụng cái thương hiệu này. Rồi thì cái mẫu này là mẫu xe đẩy 3 tầng anh em ha. Nó, anh em nhìn vô là mình biết rồi, nó có 3 cái tầng. Rồi và ở trên đây nó có cho mình một cái miếng đệm nè. Thật ra là 3 miếng đệm. Mỗi tầng anh em sẽ để cái miếng đệm lên để khi mình để đồ đạc lặt vặt nó không có bị trầy. Rồi thì cái này em cũng sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn ha. Rồi về cái mẫu xe đẩy này thì cái chiều dài của nó là 72 cm ha. Chiều dài là khoảng 72 cm. Chiều rộng nè. Chiều dài 72, chiều rộng là 43. Đó, còn về cái chiều cao từ dưới đất lên trên tới cái phần này là 76 anh em ha. Đó, 72 nhân 43 nhân 76. Rồi thì cái xe đẩy 3 tầng này ở phía dưới là nó có 4 cái bánh xe chịu lực, nói chung nó tải cũng rất là nặng anh em ha. Cỡ em mà em 70 mấy 80 kg em ngồi lên là đẩy thoải mái luôn á. Rồi thì nó gồm 3 cái tầng, 3 cái ngăn cho mình dày. Ở ngoài thì sơn tĩnh điện anh em ha, sơn tĩnh điện màu đỏ nè. Đó, đỏ nhám này nên nhìn nó đẹp lắm anh em. Đó. Sơn tĩnh điện màu đỏ nhám ở bên ngoài, nhìn rất đẹp anh em ha. Cực kỳ chắc chắn luôn, cái này mà hai người ngồi lên thì cũng được luôn nữa đó. Đó, cực kỳ chắc chắn nha. Và cái bảng này thì nó có hai màu, một màu đen và một màu đỏ, cả hai màu thì đều là màu nhám hết cho nên nhìn nó cứng cáp và nó rất là đẹp. Rồi thì cái xe đẩy 3 tầng này thì bên em đang bán với giá 1 triệu tư nha anh em. 1 triệu tư một cái, tình trạng là mới 100% ha. Khi gửi đến anh em là em sẽ gửi full thùng cho anh em về ráp vô. Rồi, ok anh em nào quan tâm tới cái mẫu xe đẩy 3 tầng này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu đồng hồ để bàn của Seiko. Nó khá là đẹp anh em ha, hàng nội địa Nhật ha, làm bằng cái gỗ nè. Cái hộp gỗ rất là dày luôn anh em. Đó, rất là đẹp nha. Rồi, tổng thể thì còn rất là đẹp luôn. Rồi, thường những cái mẫu đồng hồ này đã mấy chục năm rồi anh em. Đó, mấy chục năm mà nó còn đẹp như vậy ha anh em. Mua về chỉ việc là mình bỏ pin mình xài thôi. Rồi, cái này em đo sơ cái kích thước cho anh em hình dung nha. Rồi, chiều dài của nó là 36 cm anh em ha. Chiều dài là 36 nè. Còn chiều cao là 23 anh em ha. 36 x 23. Và cái này độ dày của nó là siêu dày anh em nè. Đó, siêu dày nha, nó dày khoảng 11 cm. Đó, cực kỳ đẹp nha anh em. Kim của nó là kim trôi, không có tiếng động nha. Kim trôi không có tiếng động nha. Rồi, cái này á, cái mặt đồng hồ nè, đường kính của cái mặt đồng hồ là 17 cm anh em ha. Đó, chiều cao của cái mặt đồng hồ này là 16 cm. Đó, đây, cái mặt đồng hồ còn rất là sáng, rất là đẹp anh em nha. Rồi, nó của Nhật Japan. Rồi, tiếp theo thì em cho anh em coi cái ở trong nha. Ở đây, mở ra thôi. Đó, nó này là 500, anh em để vô là nó hít vô nè. Đó, mình để vô là nó tự hít thôi. Đó, rút ra. Rồi, sử dụng một cái viên pin tiểu anh em ha. Pin tiểu nha. Rồi, máy của Seikosa Japan. Tình trạng còn rất là đẹp luôn như vậy. Rất đáng để sưu tầm anh em ha. Thường sưu tầm những cái đồng hồ này á,
vài chục năm sau thì nó cũng vậy thôi, không có mất đi đâu hết á. Rồi ok anh em nha, đó kích thước như em đo rồi ha, em cầm trên tay cho anh em hình dung nè. Rồi thì cái đồng hồ này thì bên em, đồng hồ đế bàn này thì bên em đang bán với giá là 1,5 triệu nha anh em. 1,5 triệu con đồng hồ đế bàn gỗ như vậy ha, nó của Seiko kim trôi, rất đẹp nha. Rồi anh em nào mình quan tâm thì inbox cho em nha, có một con duy nhất. Dạ rồi, ở đây em lên cho anh em là một cái bơm xe đạp nha anh em. Đây là bơm xe đạp sử dụng cơm nha anh em, chạy bằng cơm nha. Đó, thì cái này á, là nó gọn nhẹ thôi. Gọn nhẹ thôi, mình nói bơm xe đạp chứ anh em bỏ lên xe ô tô, anh em bơm xe ô tô cũng được luôn nữa. Nếu như anh em đạp nổi thì mình đạp thôi. Thì cái này á, là nó, mình chỉ việc là ở đây nó cái khóa cái móc nè. Nó mình mở ra rồi mình thả xuống thôi. Y như vậy nè anh em. Đó, nó đơn giản thôi. Nó mình hạ mở ra rồi mình đạp thôi. Đó, mình đạp thôi. Ở đây nè ha, cái này thì mình ghim vô trong bánh xe, anh em có thể bơm phao, bơm bong bóng, bơm đồ mọi thứ nha. Và ở đây thì nó có cho mình cái đầu luôn, cái đầu này là ghim trực tiếp vô trong cái xe gắn máy của mình nè, hoặc là xe ô tô là anh em ghim trực tiếp vô được nha. Rồi, cũng khá là hay anh em ha. Còn nếu như anh em mà sử dụng kim dồi hay gì thì có cho mình một cái đầu đổi nữa, đầu chuyển nữa là đây. Rồi cái này thì xài xong thì mình cứ gấp nó lại rồi mình khóa cái này là thôi, nó có cái móc nè. Rồi ok, nói chung cái này giá rất là tốt anh em, chỉ có 180k thôi nha anh em. 180k cái bơm xe đạp như vậy thôi nha. Nó bơm xe cái này đạp bằng chân nha anh em. Rồi 180k. Rồi thì hôm nay em mới về cho anh chị em mình được là mấy cái dòng đồng hồ cơ cổ hàng châu Âu cho anh chị em mình sử dụng luôn nha. Thì đây là cái mẫu đồng hồ treo tường nha anh em. Đó, cái này là em nhập trực tiếp ở bên châu Âu về luôn. Nó rất là đẹp ha anh em. Tình trạng còn rất là đẹp, mà những cái đồng hồ này á, thì nó cũng có tuổi thọ, nó cũng rất là lâu rồi. Nhưng mà những cái dòng đồng hồ cơ á, thì nó sẽ rất là bền theo thời gian, anh em sử dụng một cái vài trăm năm nó cũng còn nguyên dạng nha. Rồi thì bây giờ mình nhìn sơ vô thì mình thấy anh em ha, nó những cái mẫu đồng hồ cơ á, cái này là nó sử dụng là cái hộp gỗ anh em ha. Nó cái thùng nó bằng gỗ cho nên là nó sẽ rất là bền, rất là đẹp luôn nha anh em, mà rất là sang trọng khi anh em mình treo lên tường nha. Đó, thì những cái mẫu này anh em mình treo lên tường hoặc trưng bày, sưu tầm hoặc là biếu tặng gì đó thì nó rất là ý nghĩa nha. Rồi thì em sẽ quay vào từng cái mẫu cho anh em mình coi luôn nha. Rồi, ở đây em về cho anh em mình là một cái mẫu đồng hồ cơ. Đó, đây là đồng hồ cơ cổ mà cái dạng là mặt kính anh em ha. Đó, cái này thì khung của nó là bằng gỗ anh em nha. Đó, cái khung gỗ rất là đẹp luôn ha. Ở trong đây nè, cái mặt đồng hồ á, thì nguyên một cái tấm kính lớn ở ngoài. Đó, và nó hiển thị cho mình là cái quả lắc ha, cái quả lắc ở bên trong. Rồi, thì cái này á, là về cái ngoại hình của nó tổng thể cũng còn khá là đẹp anh em nha. Mặc dù người ta sử dụng lâu, với lại trong cái quá trình vận chuyển nó có những cái vết trầy nhẹ, nhưng mà anh em biết rồi ha, những cái khung gỗ á, thì nó trầy thì mình chỉ việc mình lấy đồ mình sơn lại thôi. Bởi vì á, ở trong cái quá trình mình sử dụng nhiều năm á, thì nó cái gỗ nó cũng sẽ, những cái màu nó cũng sẽ bị bay màu, thì mình cũng lấy BU mình sơn lại anh em nha, để cho nó đẹp hoài. Rồi ở đây á, thì anh em thấy nó có những cái chi tiết bằng đồng ha. Những cái chi tiết bằng đồng nó tiện nè, nó tiện hai phần, trên và dưới luôn anh em. Nó ở trên và ở dưới luôn, rất là đẹp anh em ha. Và cái này là nó sản xuất tại Đức anh em ha, Made in Germany, sản xuất tại Đức nha. Rồi ngoại hình tổng thể thì khá là đẹp. Cái này là nó sử dụng cái là hai lỗ cốt, cứ mỗi 30 phút thì nó sẽ điểm chuông một lần cho mình nha anh em. Rồi thì cái này em cũng sẽ đo trước cái kích thước cho anh em mình, để anh em mình hình dung cũng như anh em mình biết được là cái kích thước của nó như thế nào nha. Rồi cái này về tổng chiều cao anh em ha, chiều cao từ ở dưới chân lên đây là khoảng 64cm anh em nha. Nó tổng chiều cao 64cm, còn cái phần chiều ngang đây á, thì là 25cm. Còn về cái phần chiều sâu á, thì nó là 13cm ha. Còn cái đường kính của cái mặt đồng hồ, riêng cái mặt đồng hồ trong đây thì khoảng là 15cm. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi thì bây giờ á, em sẽ mở bên trong ra. Nó nãy giờ là mặt ngoài, rồi bây giờ em sẽ mở bên trong ra cho anh em xem nhé. Đó, bên trong thì ở đây nó có một cái chốt nè. Nó cái chốt này á, mình gài vô
chỉ cần mở ra thì mình ghi mạnh ra thôi. Đó, ở bên trong này là nó có cho mình là ba cái gông anh em ha, ba gông ba búa nha. Rồi còn về cái phần mặt đồng hồ á, cái viền kim loại ở ngoài đây nó mạ vàng rất là đẹp anh em nha, nó mạ vàng rất là đẹp ha. Rồi cái số của nó là số La Mã anh em nha, cái số La Mã. Rồi quả lắc cũng mạ vàng nha, rất đẹp đó. Rồi đi kèm của nó là nó có cho mình là cái đồ lên cốt luôn nè anh em. Nó đi kèm nó có cho mình cái đồ lên cốt, anh em về chỉ việc là mình lên cốt rồi mình sử dụng thôi. Rồi cứ mỗi 30 phút là điểm chuông một lần thì cái đồng hồ này nó vẫn chạy bình thường ổn định anh em ha. Thường những cái mẫu đồng hồ cơ anh em mua về mình sử dụng thời gian nó bị bụi á, rồi mình lấy ra mình lau dầu thôi. Nó mình lau dầu là mình sử dụng hoài luôn anh em nha. Rồi cái này cứ mỗi 30 phút điểm chuông một lần, với lại là giờ chẵn sẽ điểm chuông một lần thì em sẽ cho anh em nghe thử luôn. Đó, thấy không? Thí dụ như là 1 giờ thì nó sẽ điểm 1 cái, 2 giờ thì nó sẽ điểm 2 cái, 3 giờ thì sẽ điểm 3 cái. Và cứ mỗi 30 phút thì nó sẽ điểm 1 lần để thông báo cho mình ha. Đó. Đó, và tiếng chuông của nó là tiếng chuông bính bon nha anh em. Nó như anh em vừa nghe ha, âm thanh nó rất là vang, rất là dễ chịu mà cực kỳ ấm luôn. Nó không quá ồn nhưng mà nó lại vang, ở đâu mình cũng nghe được hết ha. Tiếng chuông rất là nhỏ và cái gông của nó cũng bằng đồng anh em ha. Nó những cái gông bằng đồng rất là đẹp ha. Cái con này tình trạng nó thì còn rất là đẹp luôn. Chỉ có cái mặt số nè, nó cái mặt số ngay chỗ này thì nó hơi trầy trầy nhẹ, thì trầy là bình thường anh em nha. Bởi vì trong cái quá trình người ta sử dụng đồ lên cốt, người ta lên cốt đó để đây người ta dặn nè, nó sẽ trầy nhẹ nhưng mà tổng thể nếu như nhìn sơ ra thì anh em cũng không thấy gì ha. Nó rất là đẹp. Nó bởi vì những cái mẫu đồng hồ lâu năm á, nó thì những cái chi tiết nó theo thời gian thôi, dấu vết của thời gian là bắt buộc phải có nha anh em. Rồi ok, thì cái con đồng hồ này em sẽ lên cho anh em là mã số 1 nha anh em. Đó, con đồng hồ này thì em sẽ lên cho anh em là mã số 1 nha. Đồng hồ cơ treo tường hàng châu Âu, mã số 1 sản xuất tại Đức anh em nha. Đó, rồi mã số 1 con này thì bên em đang bán với giá là 5 triệu nha anh em. Đó, mỗi lần anh em lên code thì nó sẽ, cái đồng hồ nó sẽ chạy được khoảng 1 tuần nha anh em. Đó, code của nó là code tuần ha. Đó, giá là 5 triệu nha anh em. Rồi, rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em một cái mã đồng hồ nữa. Thì cái mẫu đồng hồ này cũng rất là đẹp, rất là cổ điển anh em nha. Đó, rồi cái mẫu đồng hồ này thì anh em mình nhìn ngoại hình bên ngoài nha. Trước tiên ở bên ngoài thì anh em thấy cái hộp gỗ của nó cũng còn rất là đẹp nè. Đó, hộp gỗ còn rất là đẹp ha. Rồi số của nó thì đồng hồ thì hiển thị giờ bằng số nha. Nó ở trên đây thì nó có trầy nhẹ xíu nha. Nó những cái vết trầy này là những vết trầy do thời gian, do vận chuyển từ châu Âu về thôi. Ở đây thì nó có những cái khe này, nó có những miếng bụi ha, anh em về mình vệ sinh lại nha. Tại cái này em mới nhập về, em cũng mới lau lại thôi. Nó chưa có kỹ thì anh em mình về mình vệ sinh lại. Với lại những cái vết trầy này nè, cái hộp gỗ thì nó trầy là bình thường anh em ha. Mình lấy cái BU của mình á, đó, mình quét lại là nó đẹp như mới luôn nha. Trong cái quá trình mình sử dụng thì mình lâu ngày á, nhiều năm mình cũng phải quét lại cho nó đẹp. Rồi thì bây giờ anh em mình nhìn vô tổng thể thì mình thấy ha, còn khá là đẹp nha. Rồi thì bây giờ nó tổng thể là như vậy. Thì tiếp theo em sẽ đo tiếp cho anh em là cái kích thước để cho anh em mình dễ hình dung nha. Về tổng chiều cao anh em ha, tổng chiều cao của nó là 66cm anh em ha. Từ đầu cho tới phần chân của nó là 66cm. Còn cái chiều ngang nè, chiều ngang này là khoảng 30cm anh em nha. Còn trong cái phần eo ở đây á, thì nó khoảng là 27cm.
Còn về cái phần chiều sâu của nó thì nó khoảng là 13.5cm, lên tới phần này thì khoảng 15cm. Rồi, khá là ok. Còn về cái đường kính của cái mặt số, đường kính của cái mặt số thì anh em thấy hang nó khoảng 17cm nha anh em. Đó, đường kính của mặt số thì khoảng 17cm. Rồi, quả lắp thì đó, bằng đồng, rất là đẹp. Rồi thì cái này em cũng mở bên trong ra cho anh em mình coi ha. Đó, đồng hồ thì hoạt động hoàn hảo ha anh em. Ở bên đây á, cái ổ khóa của nó là hai cái 500 anh em ha, một đầu 500, một đầu ấy, cho nên để vô là nó hết thôi. Rất là tiện lợi anh em ha. Cũng sử dụng ba gông đồng anh em nha. Đó, cái này là sử dụng là ba gông đồng, ba búa, tiếng chuông bing bong nha. Rồi, máy giờ đồng hồ thì vẫn sản xuất tại Đức luôn nha anh em. Nó sản xuất Made in Germany, đi kèm nó có cái đồ link code cho anh em luôn nè. Rồi, quả lắc bằng đồng nhìn rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, máy thì hoạt động hoàn hảo ha. Anh em mua về á, mình chỉ việc là mình lau dầu thôi. Nó lâu lâu, thỉnh thoảng mình lau dầu là mình sử dụng thôi. Những cái mẫu đồng hồ này thì anh em mình có thể là làm của luôn nha. Đó, sau này nhiều năm sau nó vẫn rất là giá trị ha. Đó. Rồi thì hai lỗ code anh em nha, hai lỗ code cứ mỗi 30 phút sẽ điểm chuông một lần nha. Rồi em sẽ cho nó chặn giờ cho anh em nha. Rất là hay. Cái bộ máy của nó thì cũng rất là uy tín, rất là chất lượng luôn nha anh em. Rồi, cực kỳ đẹp anh em ha. Rồi, ok anh em. Thì đi kèm nó đầy đủ đồ link code cho anh em luôn ha. Mua về chỉ việc lau dầu treo lên tường chạy thôi, cũng không cần phải làm gì nha. Rồi, cứ mỗi 30 phút sẽ điểm chuông một lần ha. Nó thí dụ tròn giờ thì nó sẽ điểm theo số lượng giờ, còn 30 phút nè. Đó. Đó, 30 phút thì anh điểm báo hiệu cho mình biết là tròn giờ. Nó là tới nửa giờ rồi đó. Rồi, ok. Thì con này em sẽ lên cho anh em cái mã đi, để anh em mình dễ lựa chọn nha. Rồi, con này em sẽ lên cho anh em là mã số 2 anh em nha. Đó, sản xuất tại Đức ha. Hàng nhập trực tiếp từ châu Âu về. Tình trạng còn khá là đẹp luôn nha anh em. Đó, tình trạng còn khá là đẹp. Con này thì mã số 2 giá là 4.2 triệu nha anh em. Đó, giá là 4.2 triệu ha anh em. Giá rất là tốt ha, từ châu Âu về. Rồi, ok, thì anh em mình quan tâm tới cái mẫu đồng hồ cưa của Đức treo tường này thì inbox cho em ha. Anh em mình mua mình có thể là sưu tầm, trưng bày, biếu tặng hay gì đó cũng rất là ý nghĩa nha. Rồi, tiếp theo thì em lên cho anh chị em là cái mẫu thước lá bên em nha. Đây là cái mẫu thước lá nè. Đó, hàng nội địa Nhật cho anh em mình coi luôn ha. Made in Japan nè. Đó, cái này là sử dụng cái thép không rỉ luôn. Cả hai mặt đều có thông tin luôn nha anh em. Cả hai mặt nó đều có là hiển thị luôn cho mình ha. cm ha, và in. Đó, cm là của châu Á, in là của châu Âu nha. Rồi, thì cái thước này nó dài tối đa là 45cm nha anh em. Đó, thước này dài tối đa là 45cm, thép không rỉ, tức là anh em xài suốt đời luôn cũng không hư nha. Đó, rồi cái cây thước này thì bên em đang bán với giá là 80k một cây nha anh em. 80k một cái cây thước như vậy. Dạ rồi, ở đây em lên tiếp cho anh em là một cái máy hàng gia đình nha. Đó, máy hàng sử dụng gia đình, cầm tay, nó gọn gàng, có dây đeo đàng hoàng luôn cho anh em nha. Cái máy này tương đối nhẹ nha anh em, đi kèm nó đầy đủ cái phụ kiện như là dây điện, thí dụ cái đề điện 220 nha. Đó, đây là máy hàng Sasuke, điện 220. Đó, nó sử dụng thí dụ như anh em kẹp que thông dụng là 3 ly trở xuống là ngon lành luôn nha. Rồi, đi kèm nó có là dây kẹp que, dây kẹp mát nè. Nó cái mặt nạ hàng nhẹ nè. Rồi, với lại dây kẹp que, kẹp mát cũng như là dây đeo nè. Đó, đầy đủ phụ kiện cho anh em mình luôn nha. Những anh em mà không biết gì về hàng cũng vẫn xài được luôn nha. Về chỉ cần cắm dây vô, ở đây phía sau nó có công tắc on off nè. Đó, mình mở công tắc lên rồi mình kẹp cái que vô. Còn ở đây á, là mình chỉnh lửa. Đó, mình chỉnh thí dụ như là mình hàng mà nó chảy nhiều quá, nó bị lủng lỗ á, thì mình giảm cái lửa lại. Để khi nào mà nó hàng vừa cháy được cái que, vừa cháy được cái que và cái miếng kim loại của mình không bị lủng nữa là ok. Đó, thì cái máy hàng này ai cũng xài được hết á, sử dụng gia đình là ngon lành nha. Hoặc anh em làm thầy thợ mà leo trèo á,
trên cao, sử dụng cái máy này cực kỳ tuyệt vời luôn, độ bền rất cao nha anh em. Cái máy này em xài 4 năm rồi ha, em xài là khoảng gần 4 năm rồi mà vẫn còn rất là ngon nha, cho nên em nói là anh em sử dụng rất là tuyệt vời. Rồi thì cái máy hàng này giá của nó là 1.250.000 nha anh em. Cái cây kéo cắt cành nha, đó đây là cái cây kéo cắt cành rất là xịn sò luôn ha, cái này là của Nhật nha anh em. Đó đây, nó cái kéo cắt cành này á, là nó sử dụng cái sắt là SK5 cho nên nó rất là cứng ha. Ở đây á, thì nó có cho mình là nó sử dụng nhíp nè anh em, thấy không? Cái này là cái nhíp nha. Cái nhíp này thì nó cái độ bền sẽ cao hơn cái lò xo rất là nhiều lần luôn nha anh em. Đó, rồi thì cái này á, là anh em mua về cắt rất là ngọt nha, cắt thoải mái luôn á. Đó, cái này là bao cho anh em cắt luôn. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là 190k nha anh em. 190k một cái cây kéo cắt cành như vậy nha. Dạ rồi, ở đây thì nay em mới về lại được cho anh chị em mình là một cái lô gậy bóng chày nha anh em. Đó, đây. Đây là cái lô gậy bóng chày của Hamatsu nha anh em. Đó, Hamatsu, hàng nội địa Nhật nha. Rồi thì cái gậy bóng chày này ở bên Nhật thì người ta chơi bóng chày rất là nhiều nha anh em. Đó, ở bên Nhật thì người ta chơi bóng chày, người ta tập luyện rất là nhiều. Còn ở Việt Nam mình thì anh em có thể mua để trưng bày tập luyện cũng được ha. Nó mình đánh nè, mình quơ, mình đánh nó cũng rất là tốt cho sức khỏe nha. Và cái thứ hai nữa, một cái rất là quan trọng nữa là anh em có thể để trên xe ô tô, hoặc là mình có thể để ở trong nhà đó để mà mình phòng vệ anh em ha. Bởi vì nó là cái dụng cụ thể thao cho nên nó là thuộc dạng là phòng vệ chính đáng anh em ha. Dụng cụ thể thao cho nên khi mà anh em để trên xe ô tô cũng không có vấn đề gì luôn nha. Đó, cái này thì nó dài khoảng là 71cm. Đó, nó dài khoảng 71cm nè anh em. Đó, nó rất là vừa vặn ha. Đó, nó rất là vừa vặn để anh em mình sử dụng nha. Rồi, ok, thì cái này tình trạng nó là như em quay anh em ha, chưa qua sử dụng luôn nha. Rồi, cái cây này thì bên em đang bán với giá là 400k một cây nha anh em. Đó, gậy bóng chày hàng nội địa Nhật nha, 400k một cây, màu đen rất là đẹp luôn nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái cần lực nha anh em. Đó, cần lực của Astro Rù Đúc nha. Đó, hàng nội địa Nhật cực kỳ xịn sò cho anh em luôn, tình trạng là hầu như là người ta chưa có xài luôn nha anh em. Đó, cái này thì nó về cái dạng không có hộp thì nó bị cạ qua cạ lại, bị trầy thôi ha. Chứ về cái đầu tiếp là mình thấy có vẻ như chưa xài luôn ha. Ở đây có đảo chiều nè. Đó, đảo chiều trái phải gì đó tùy anh em nha. Rồi thì cái này á, là anh em còn anh em chỉnh cái lực dặn, thí dụ anh em muốn dặn bao nhiêu á thì anh em chỉnh ở trên đây. Đó, rồi cái này là nó dài khoảng là 42 24, tầm khoảng 45cm nha anh em. Đó, nó dài khoảng 45cm nha, của Astro Rù Đúc nha, của Nhật nha, nội địa Nhật. Rồi cái này thì bên em đang bán với giá là 750 một cây nha anh em. 750 một cây ha. Nó cần lực của Nhật nha. Dạ rồi, ở đây thì em lên cho anh em là một cái máy dặn vít của Boss anh em ha. Đây là cái máy dặn vít của Boss, máy dặn vít cầm tay của Boss rất là nhỏ gọn luôn nè. Đó, thì anh em mà mình sửa chữa điện tử, máy móc hoặc làm những cái tớp lô điện, những cái loại mà ốc vít nhỏ rồi ha. Rồi thì mình sử dụng cái máy này cực kỳ ngon nha anh em. Rồi cái này là hàng chính hãng của Boss anh em ha. Đó, Boss Germany nha. Rồi thì cái này á, là nó rất là dễ dàng, anh em cầm vô thấy như một cái mũi vít dặn cầm tay thôi. Nó rất là đơn giản ha, chỉ việc là anh em muốn nè, ve lui là dặn ra, còn này là dặn vô, còn bấm công tắc là nó chạy thôi. Đó, ok anh em ha. Rồi, nó dặn rất là khỏe cho mình luôn nha. Rồi thì cái này á, là đi kèm nó, nhà sản xuất cho mình hai cái mũi vít nè. Đó, một mũi BH1, một mũi BH2. Nhưng riêng khi anh em mua bên em thì bên em sẽ tặng kèm cho anh em thêm hai mũi luôn. Đó, cái này là cũng là mũi vít Boss chính hãng luôn nha anh em. Đó, rất xịn nha. Rồi, thì thật ra là khi sử dụng những cái máy này thì anh em sử dụng những cái mũi vít này thì không bao giờ hư được đâu. Rồi, thì cái này nó còn một cái nó cũng khá là hay là khi anh em không cần bấm luôn, nhưng khi anh em đè vô nó cũng sẽ chạy anh em. Thế này, em đè vô, nó nè, ví dụ như là mình đè vô, nó thấy không? Tự động đè vô thôi là nó chạy rồi, kiểu như cái con ốc mình nhấn vô là nó tự động nó xả ra hoặc nó siết vô theo cái ý muốn của mình điều chỉnh ở đây. Rồi, ok, và cái này á, thì tình trạng nó là chưa qua sử dụng anh em ha. Nó Boss chính hãng bảo hành 6 tháng nha anh em. Rồi, ok cho anh em, nó có kèm cho mình là một cái hộp như vậy. Cái hộp này nó cũng khá là hay anh em ha. Ở mặt trên anh em có thể đựng mũi nè. Ở mặt dưới này mình có thể mình mở bỏ thêm một số cái phụ kiện, những cái đồ lặt vặt linh tinh ở dưới đây luôn. Và đi kèm nó có cho mình luôn là cái cáp sạc nha anh em. Đó, thì cái máy dẫn vít này mình xài hết pin rồi mình sạc thôi.
Rồi thì cái này nó sẽ rất là phù hợp cho anh em mà mình hay dẫn vít rất là nhiều, mà những cái con vít con ốc nhỏ rồi đó thì sử dụng cái này rất là tuyệt vời nha anh em. Rồi ok anh em ơi. Rồi cái máy dẫn vít của Boss này thì bên em đang bán với giá là 950k nha anh em. 950k một cái máy dẫn vít của Boss. Nó chỉ riêng bên em, khi anh em mua thì bên em sẽ tặng cho anh em thêm là hai mũi vít Boss ha. Chính hãng của 7 luôn. Rồi ok. Anh em nào quan tâm thì inbox cho em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì hôm nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô là hộp quạt Zippo hàng nội địa Nhật nha anh em. Thì cái lô hộp quạt này là hàng đấu giá, giá cực kỳ tốt cho anh em mình luôn nha. Đó thì cái hộp quạt Zippo này thì anh em biết hãng Zippo là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Đó thì những cái hộp quạt Zippo từ xưa giờ là nó đã có rất là nhiều cái giá trị anh em nha. Từ cái thời mà lính Mỹ là người ta đã sử dụng những cái mẫu hộp quạt này rồi nha. Rồi thì cái này á, là hàng nội địa Nhật nha anh em. Em nhập trực tiếp ở bên Nhật về và nó sản xuất tại Mỹ cho mình luôn. Và tất cả những cái mẫu ở đây là nó đều là hàng mới chưa có qua sử dụng anh em nha. Rồi thì ở đây á, thì em về được hai lô. Tức là cái dòng bên đây nè, nó bốn cái con bên đây. Đó đây, bốn cái con bên đây em cho anh em coi luôn. Bốn cái con này á, thì giá của nó là 550 một con. Nó đồng giá với nhau 550 một con. Anh em mình thích cái con nào thì cứ chụp màn hình lại gửi cho em là em biết em gửi cho anh em nha. Rồi bốn con này là đồng giá là 550 một con ha. Dạ rồi, còn những con bên đây á, thì cái giá của nó là 750 một con, bởi vì nó cao cấp hơn anh em ha. Đó, cái hàng đấu giá bên đây nó cao cấp hơn thì giá nó 750 một con. Anh em nào thích con nào thì cứ chụp màn hình cho em. À, rồi thì em cũng sẽ mở sơ ra em cho anh em coi thử ha. Đó, em cho anh em coi thử nó như thế nào. Ví dụ cái con này đi. Đó. Rồi. Đây nè anh em, ở dưới cái phần đế của nó ha, nó có cho mình cái chữ nè. Đó. Zippo Made in USA anh em nha. Đó, đây nè. Đó, Made in USA nha. Rồi, mở ra. Bên trong đây là người ta chưa đốt luôn anh em ha. Đó. Chưa đốt luôn. Còn mở cái này ra nữa nè. Đó. Đó, thấy không? Nó có cái Zippo nè, Made in USA nè. Đó. Rồi, anh em xài thì chỉ việc mình bỏ xăng hay là dầu hỏa vô trong đây ha. Đó, rồi mình xài thôi. Thì cái này nó có ý nghĩa là mình sử dụng, mình sưu tầm nè. Đó, sưu tầm hoặc những anh em mà hay hút thuốc rồi ha. Thì mình sử dụng những cái này để mà mình bật lửa cũng rất là hay nha anh em. Đó. Rồi, mua biếu tặng cũng được. Nó thí dụ như lâu lâu về quê rồi hát mua cho mấy ông bạn ở dưới quê một cái tặng mấy ổng là cũng rất là ý nghĩa anh em nha. Đó, tình trạng là mới chưa qua sử dụng anh em ha. Hàng nội địa Nhật, tình trạng mới chưa qua sử dụng nha. Tất cả những con ở đây nó đều là chưa có qua sử dụng hết nha. Đó. Đó, ở đây anh em thấy không? Đây nè. Đó, Made in USA ha. Đó. Made in USA ha. Ở dưới cái phần chân của nó với lại trên đây nó cũng có chữ cho mình luôn nè. Đó. Rồi, tình trạng là đều có chưa có bỏ dầu, chưa có bỏ xăng, bỏ dầu gì luôn nha. Anh em mua về chỉ việc mình bỏ vô rồi mình xài thôi. Cái hộp của nó là như vậy nè anh em. Đó, cái này hàng nội địa Nhật anh em ha. Đó, tất cả là chữ Nhật nha. Cái hộp nó thì anh em đậy về thôi. Mua anh em cứ mua sưu tầm, biếu tặng rất là ok. Đó, thì ở đây nè, bốn cái con này thì giá là 550 anh em nha. Bốn cái con này thì giá là 550 một con. Thì nó cũng vậy luôn, nó cũng chưa có qua sử dụng ha. Còn những cái con bên đây á, nó những con bên đây thì cái lô khác, thì những cái con bên đây giá của nó là 750 một con nha anh em. Đó, 750 một con. Đó, rồi thì anh em mình thích cái con nào thì cứ vui lòng chụp cái màn hình lại gửi cho em ha. Đó, hoặc là nhắn qua Zalo thì em sẽ gửi mẫu cho anh em xem nha. Rồi ok, anh em nào quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. À, rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em mấy cái mẫu máy xay sinh tố cũng như là máy xay rau củ quả.
Đó, mình xay rau củ quả, mình xay hạt ha. Đó, bên em luôn nha. Rồi thì đầu tiên thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy xay của Hamget anh em nha. Đó, hàng nội địa Nhật và anh em lưu ý ha, điện của nó là điện 100V nha anh em. Đó thì cái này á nó đây. Cái bình của nó ha, bình của nó được 1 lít nha anh em. Đó, bình của nó 1 lít ha. Cái lưỡi răng này thì anh em có thể mình xay sinh tố hoặc là mình xay ba cái rau củ quả đồ cũng rất là ok luôn nha anh em. Công tắc thì ở đây có một cấp độ tắc nè, rồi 1 2 3, nó đơn giản vậy thôi. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là 400k nha anh em. Đó, cái này để cho anh em với giá là 400k nha. Rồi, tiếp theo thì tới một cái loại máy nữa, cái này cũng là xay rau củ quả luôn nha anh em. Đó, rau củ quả ha. Cái này công suất là 280W, điện 100V nha anh em. Đó, rất là xịn sò ha. Đó, rồi cái này của thương hiệu là Michiba. Đó, rồi rất là xịn sò nha anh em. Rồi cái này thì giá của nó là 800k nha anh em. 800k, chỉ có một cái duy nhất thôi. Đó, anh em có thể là mình xay rau củ quả nè. Đó, hoặc là mình xay hạt đâu cũng được anh em nha. Đó, rất là đẹp luôn ha. Đó, hàng nội địa Nhật về được cái đẹp này. Rồi tiếp theo là em lên cho anh em một cái mẫu máy xay sinh tố anh em ha. Nó cái này thì nó cũng hơi cổ cổ ha, nó có cái nắp đậy nè. Đó, cái này thì nó cũng rất xứng đáng cho anh em mình sưu tầm luôn nha anh em. Rồi cái bình của nó bằng thủy tinh anh em ha, cái bình bằng thủy tinh nè. Và cái dung tích của cái bình này là 720ml. Nó tới đây là khoảng 720ml, còn nó đầy chắc là hơn xíu. Rồi. Thì cái này công tắc của nó nè. Tắt mở ở đây nè, chế độ nhẹ nè, chế độ mạnh nè, tắt nè. Đó, và cái này công suất của nó là 160W anh em ha, điện vẫn là điện 220. Ủa, điện của nó là điện 100V chứ. Đó, điện của nó là điện 100V nha. Anh em lưu ý ha, hàng nội địa Nhật là điện 100V nha anh em. Đó. Rồi, con này thì tình trạng cũng còn khá là đẹp anh em ha, rất là xứng đáng sưu tầm ha. Đó, cái này bằng thủy tinh, rất là dày dặn ha. Rồi, ghim điện là chạy thôi, những cái này nè nó rất là bền bỉ. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là 1 triệu nha anh em. Cái này là 1 triệu nha. Đó, giờ anh em lưu ý ha, máy xay sinh tố thì nó có rất là nhiều loại. Đó, nó có rất là nhiều loại cũng như cái giá của nó cũng khác nhau. Cho nên là thường những cái dòng mà xịn thì giá nó sẽ cao hơn bình thường xíu nha anh em. Rồi, thì anh em mình quan tâm tới cái mẫu nào thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, thì nay ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái dòng xe đạp thể thao của Maruti. Nó rất là xịn sò, rất là đẹp luôn nha anh chị em. Rồi thì anh chị em mình nhìn vô là mình thấy cái thiết kế của nó rồi ha, rất là hiện đại nha. Đó, những dòng xe đạp thể thao đời mới bây giờ thiết kế cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Cái khung sườn anh em nhìn thấy ha. Đó, khung sườn ha, cái dây này nó âm trong sườn luôn nè, nhìn khá là đẹp nha. Rồi thì cái này mình nhìn qua tổng thể thì anh em sẽ thấy ha, cái hệ truyền động của nó là nè, đó, Shimano nha. Đó, hệ truyền động Shimano. Ở phía trước là 3 dĩa, ở phía sau là 7 líp anh em ha, 3 dĩa và 7 líp nha. Còn về cái hệ thống thắng thì nó gồm là hai cái đĩa thắng trước sau anh em ha. Đó, một cái đĩa thắng phía trước nè và một cái đĩa thắng phía sau. Tổng thể thì rất là đẹp luôn. Và cái con này á thì nó có cho mình là hai cái phuộc anh em ha. Phuộc trước nè, đó, và phuộc sau. Đó, cái phuộc trước và phuộc sau. Nó giúp cho mình á chạy địa hình hay vận hành nó rất là êm ái nha. Rồi, còn về cái phần yên thì anh em thấy ha, yên cũng là yên thể thao nha. Rồi, còn cái cùm củ đề ở đây á thì cứ là Shimano, 3 dĩa 7 líp ha. Rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi, thì cái này á anh em mình nhìn qua là mình thấy ha. Nó thiết kế cái màu đỏ đen cực kỳ thể thao luôn nha. Nó những cái màu pha như vậy là em cực kỳ thích luôn. Nó không biết ý kiến của anh em như thế nào ha. Rồi, thì cái này á là nó là cái yên này anh em có thể tăng giảm được chiều cao nè. Nó, và cái này là chiều cao của nó cũng khá là thông dụng luôn anh em ha. Tức là chiều cao anh em có thể tăng giảm từ 1m4 cho tới 1m85 anh em vẫn chạy được luôn nha. Thì tức là anh em tập luyện thể dục cũng được, chạy địa hình cũng được, mà mình có thể mua cho con em đi học cũng khá là ok ha. Nó, xe đạp thì là một trong những cái môn thể thao mà rất là tốt cho sức khỏe nha. Cái kích thước của cái bánh xe là 26 nha anh em. Đó, 26 nó thích hợp cho anh em là từ 1m4 cho tới 1m85 nha. Và bên em đang về đợt này thì nó có được cho mình là hai màu. Một màu là màu đỏ đen như vậy nha.
Một màu là màu cam đen thì cả hai màu thì đều rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi, ok, giá của xe đạp này bên em đang bán với giá là 3.3 triệu nghe anh em. 3.3 triệu, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy lọc không khí của thương hiệu Panasonic hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, thì cái mẫu này thì đợt này em về nó khá là đẹp cho anh em mình luôn nha. Đó, rồi, thì anh em mình thấy ha, nó thiết kế của cái mẫu này cực kỳ đẹp nha. Rồi thì cái con này á, em sẽ cho anh em coi sơ cái công suất ha. Công suất của cái mẫu máy lọc không khí này là 52W nha anh em. Điện là của Nhật là điện 100V. Và cái con lọc không khí này thì em sẽ nói sơ qua cái chức năng của nó nha anh em. Thì tất cả những dòng máy lọc không khí thì hầu như là nó này đều có chung cái chức năng là nó lọc không khí nè, lọc bụi nè, khử mùi nè, ion hóa không khí nè. Và một cái chức năng cũng rất là quan trọng nữa, đó là chức năng bù ẩm. Rồi, thì cái nguyên tắc hoạt động của nó thì nó sẽ hút một cái lượng không khí vô trong cái máy này và thải ra một cái không khí đã lọc rồi. Đó, ở bên Nhật người ta là rất là quan tâm tới vấn đề sức khỏe, cho nên hầu như nhà nào cũng có một cái máy lọc không khí hết, cho nên hầu như người ta sống rất là lâu. Đó, rồi, còn á, cái chức năng quan trọng là như em nói là cái chức năng bù ẩm. Thì bù ẩm là một cái chức năng mà anh em bên hông nè, nó đều có một cái ngăn nước. Anh em bỏ nước vô trong cái ngăn này. Đó, anh em bỏ nước vô trong cái ngăn này thì anh em đóng lại. Trong cái quá trình mình sử dụng, mình chọn cái chế độ bù ẩm. Thì ví dụ như là anh em hay ở máy lạnh nè, hay ở những cái môi trường khô nè, những anh em hay bị khát nước, bị khô, hay là những cái môi trường mà nó oi bức, nó bị khô á, thì mình sử dụng cái chế độ mà bù ẩm thì nó sẽ làm dịu cái không khí lại, nó làm cho mình cảm giác rất là thoải mái. Thật sự là anh em ngồi gần những máy lọc không khí thì mình sẽ cảm giác rất là thoải mái nha. Đó, rồi thì bây giờ em sẽ đo sơ cái kích thước trước cho anh em mình luôn nha. Rồi, kích thước của cái mẫu máy lọc không khí này là chiều cao của nó là khoảng 60. Đó, chiều cao là khoảng 60 nha anh em. Khoảng 59 nha. Đó, rồi. Chiều ngang của nó là 32 nè. Còn về cái độ dày hết nè. Cái độ dày của nó là 24. Đó, 59 x 32 x 24 anh em ha. Đó, đo coi nó có phù hợp với cái nhu cầu cũng như không gian của anh em hay không. Với một cái máy lọc không khí mà công suất 52W như vậy là nó cũng thuộc dạng là hàng công suất cao trong cái dòng máy lọc không khí anh em ha. Đó, cho nên là anh em ví dụ như là 52W thì nó cũng như một cái bóng đèn thôi. Anh em có thể mình mở cả ngày, nó suốt ngày sáng đêm gì đó mình mở. Nó ở trong phòng ngủ cũng được, phòng khách cũng được ha. Thường những cái mẫu máy cỡ này thì anh em lọc được trong cái phòng khoảng 30m² là ok. Nó 30m² đổ lại thì nó rất là ok nhé. Đó, còn về cái phần ở đây nè, nó ở đây nó có cái lưới lọc, thì trong cái quá trình mình sử dụng lâu ngày, nó mình có thể lấy cái lưới lọc ra vệ sinh, hoặc là lâu năm thì mình có thể mình thay lưới lọc cũng được. Cái lưới lọc này á, thì ở ngoài thị trường bán vài trăm ngàn thôi. Đó, rồi thì bây giờ em sẽ ghim vô điện em test thử cho anh em mình luôn nha. Đó, em ghim vô điện, điện 100V ha. Hàng nội địa Nhật, điện zin của Nhật là điện 100V. Đó, thì ở đây nè, có cái nút on off bật lên thôi. Rồi, còn ở đây là anh em chọn chế độ. Thật ra nó có mấy nút mà, anh em chọn vài lần là anh em sẽ quen nha. Đó, chế độ mạnh nè, chế độ nhẹ nè, chế độ ban đêm khi ngủ nè. Nó, cái chế độ khi ngủ là nó sẽ không có ồn ào luôn. Đó, còn em thì em hay thích chế độ mạnh để cho nó khỏe. Cái chế độ mạnh thì nó mát anh em ha. Đây nè, đó anh em thấy không? Cái lượng gió bay ra ha. Đó, đây nè. Đó, nếu như anh em ngồi gần nó thì mình có cảm giác như là nó gần giống như chức năng của một cái máy quạt nha anh em. Nếu như mình ngồi gần nó thì mình thấy nó cái chức năng nó giống như một cái máy quạt ha. Nhưng thật sự là nó đã lọc không khí rất là nhiều. Nó đã hút một cái lượng khí bụi bẩn vô và nó thải ra cái không khí trong lành hơn. Mình ngồi gần mình sẽ nghe rất là khỏe nha anh em. Rồi, ok, thì cái con này tình trạng khá là đẹp ha. Đó, y như là em quay luôn. Rồi, y như vậy. Thì cái con này bên em đang bán với giá là 1.7 triệu nha anh em. Đó, con này thì giá là 1.7 triệu ha. Và điện zin của Nhật là điện 100V. Nó là giá 1.7 triệu. Nếu như anh em nào mà mình có nhu cầu sử dụng điện 220 thì bên em kỹ thuật sẽ lên điện 220 cho anh em luôn. Thì giá của nó là 1.8 triệu. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Cái này mình có thể mua để trong nhà hoặc mua cho những người lớn tuổi thì rất là tuyệt vời. Rồi,
Ok, điện zin của Nhật là giá 1.700.000, còn lên điện 220 là 1.800.000. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bàn xếp gọn anh em nha, để cho anh em đi camping, cắm trại, dã ngoại gì đó mà mình sử dụng ha. Thì cái này đi kèm nó có cái túi vải luôn cho mình, có thể là mình bỏ trong túi vải để mà mình mang vác đi cũng rất là tiện lợi anh em nha. Rồi cái bàn này thì anh em cũng rất là dễ dàng, chỉ việc là mình mở ra thôi. Đó, mình chỉ việc mình mở cái khung ra nè, nó cái khung cái chân của nó ra nè. Đó, em ráp vô thử cho anh em xem luôn nha. Đó, mình mở trước tiên là cái khung. Đó, rồi cái mình đặt cái mặt bàn lên. Đó, mình mở trước tiên là cái khung, cái tiếp theo nữa là mình đặt cái mặt bàn lên. Đó, chỉ việc đặt mặt bàn lên thôi. Đó, trong vòng một nốt nhạc là em đã có thể là em xếp xong cái bàn này rồi nha anh em. Đó, thấy không? Chỉ việc là trong vòng vài giây thôi là em đã làm xong cái bàn này rồi. Đó, cái bàn camping cắm trại dã ngoại anh em thấy nè, nó rất là tiện lợi nè. Đó, em cầm lên nè, và nó cũng chịu lực cũng khá là tốt anh em nha. Đó, chịu lực cũng khá là tốt luôn nè, rất là đẹp anh em ha. Rồi thì cái này á, thì bây giờ em cũng đo sơ kích thước cho anh em mình luôn nha. Rồi, kích thước của cái mặt bàn này anh em ha, kích thước của mặt bàn, chiều dài của mặt bàn là 56 cm. Đó, chiều dài của mặt bàn là 56 cm anh em nha. Rồi, còn về chiều rộng của cái mặt bàn nè. Đó, chiều rộng của cái mặt bàn là khoảng 41 cm, 56 x 41 ha. Còn chiều cao của cái mặt bàn nó là khoảng là 41 cm luôn. Đó, thì nó rất là thích hợp cho mình ha, để mình để đồ, công cụ, dụng cụ, hoặc là đi cắm trại thì anh em có thể để một cái bếp nè. Đó, những cái đồ để thức ăn lên đây ha, rất là đẹp anh em ha, tình trạng mới chưa qua sử dụng anh em, mới 100% chưa qua sử dụng luôn nha. Rồi thì cái bàn này thì bên em đang bán với giá là 490k nha anh em. Đó, cái giá rất là tốt cho anh em luôn, chỉ có 490k cái bàn như vậy thôi ha. Mình có thể mua để cắm trại dã ngoại, hoặc là mình hay ăn tiệc ở ngoài trời đó đó, nó thì mình có những cái bàn này, nó mình để ra nó rất là gọn gàng, mà khi mà xếp lại cũng khá là tiện lợi luôn. Chỉ việc là mở lên nè. Đó, em mở lên cho anh em ha. Đó là em xếp lại là xong rồi. Đó anh em thấy, nó về là xếp lại là xong cái mặt bàn. Đó, còn cái phần chân thì chỉ việc mở cái này ra thôi, trả về phía sau, bóp vô. Đó, anh em thấy không, trong vòng một nốt nhạc thôi mà đi kèm nó là nó có luôn cho mình cái túi nữa. Đó, đi kèm nó là nó có cho mình cái túi để mình đựng nữa, thì quá là hay ha anh em. Rồi, giá chỉ có 490k thôi ha. Anh em nào quan tâm tới cái mẫu bàn xếp gọn này thì inbox cho em luôn nha. Em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô máy bắn đinh đa năng. Đó, đây là cái máy bắn đinh bê tông đa năng luôn anh em, tức là nó bắn được mọi vật liệu luôn ha. Bắn được bê tông nè, bắn được sắt nè, bắn được gỗ nè, nói chung là bắn được rất là nhiều cái loại vật liệu luôn nha. Rồi thì nó bắn, nó sử dụng bằng cái đinh anh em ha, nó sử dụng là bằng đinh nổ nha. Cái đinh này á là nó có thuốc nổ ở trong đây nè. Nó khi mà anh em mình ghim vô, nó mình ghim cái này vô, mình bắn thì nó sẽ lủng mọi vật liệu luôn nha. Đó, rất là mạnh luôn ha, nó giúp mình thao tác công việc rất là nhanh. Rồi thì bây giờ ở đây á, em sẽ test thử cái khả năng cũng như cái hiệu quả cho anh em mình xem luôn nha. Rồi thì khi sử dụng thì anh em chỉ việc ghim cái đinh này vô đây thôi. Đó, rồi mình bắn ha. Cái này là nó là đinh nổ cho nên là nó rất là mạnh anh em ha. Nè, em bắn vô trong tường bê tông cho anh em coi luôn nè. Đó, anh em thấy không, khá là ok ha, nó cứng ngắc luôn nè, không gỡ ra được luôn nè. Bắn thêm cái nữa cho anh em ha, bởi vì ở đây nó có cái thuốc nổ ở phía sau nè. Đó, mình để vô như vậy thôi, mình chỉ việc là mình lắp vô đây, lắp vô đè mạnh vô ha. Đó, là dính cứng luôn anh em ha. Đó, cái này thì mình gỡ ra. Đó, khá là ok nha anh em. Đó, rồi cái này là bắn vô bê tông anh em ha. Đó, bắn vô tường nè, cứng ngắc luôn, nói mình thao tác công việc mình rất là nhanh luôn nha anh em. Rồi ở đây thì em sẽ bắn vô trong sắt cho anh em coi luôn. Rồi em bấm vô gỗ cho anh em coi nha. Đó, rất là mạnh ha. Đó, đó, nó bắn vô trong gỗ luôn nha anh em. Nó nói chung là nó bắn được các thể loại ha. Dạ rồi, thì sau khi mà test xong cái khả năng cũng như cái hiệu quả của cái máy bắn đinh này thì anh em thấy ha,
thao tác công việc cực kỳ nhanh ha. Thay vì bắn vô tường thì mình phải khoan tắc kê đồ mọi thứ rồi rất mất thời gian. Còn này chỉ cần ghim vô là bắn thôi. Thì trọn bộ của nó thì sẽ như hình anh em ha. Trọn bộ của nó là gồm là một cái cây súng nè. Đó, một bịch đinh là gồm 20 viên nè. Đó, một cặp bao tay nè, một cái kính mắt nè anh em ha, với lại những cái phụ kiện cho anh em thay thế. Rồi, với lại nếu như anh em nào mà mình có nhu cầu mà mình mua thêm, nó có nhu cầu mình mua thêm đinh thì một cái bịch đinh 50 cây thì bên em đang bán với giá 100k nha. Còn trọn bộ này thì giá của nó là 480k. Đó, trọn bộ full hợp như vậy thì giá là 480k. Rất là xịn sò cho anh em mình luôn nha. Rồi, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái nồi cơm điện anh em ha. Đó, cái nồi cơm điện này là của thương hiệu là Toshiba nha. Rồi, thì cái nồi cơm này em sẽ mở thử cho anh em xem luôn. Đó, tình trạng nó là mới phun thùng anh em ha. Đó, tình trạng là mới phun thùng nha. Toshiba. Đó, nồi cơm điện của Toshiba. Hàng chính hãng mới phun thùng anh em ha. Rồi thì cái nồi cơm này á thì ở đây nó có những cái phím tắt mở nè. Rồi, nấu, giữ nóng, hẹn giờ, thời gian. Đó, các thể loại cho anh em mình ha. Rồi thì cái nồi cơm này á, bên trong của nó, cái lồng của nó nè. Cái nồi này là 1.8L nha anh em. Đó, cái nồi này tương đối rất là to. 1.8L anh em ha. Đó, đây, cái lồng 1.8L nè. Đó, tình trạng mới chưa qua sử dụng ha. Không có gì mà anh em lăn tăn luôn á. Đó, rồi, ok. Đi kèm nó có cho mình cái này nữa. Cái này chắc là cái đồ hấp anh em ha. Đó, khi anh em muốn hấp cái gì thì mình đặt cái này vô rồi mình bỏ cái, thí dụ cái chén để hấp chân mắm hay gì đó thì anh em bỏ vô cũng được nha. Rồi, dây điện nè. Rồi, cái đồ bới cơm luôn. Đó, khá là ok anh em ha. Đó, thì cái này tình trạng của nó mới 100% nha, chưa qua sử dụng luôn. Cái này là hàng chính hãng và sản xuất tại Thái Lan nha anh em. Nó nói chung nó rất là chất lượng, công suất của nó là 800W ha. Đó, công suất 800W, 1.8L. Toshiba, hàng chính hãng, Nhật Bản, sản xuất tại Thái Lan. Rồi, ok. Thì cái này á, thì cái nồi này thì bên em đang bán với giá là 2.500.000 nha anh em. Đó, 2.500.000 một cái nồi như vậy. Rồi, thì anh em nào mình quan tâm tới cái nồi cơm của Toshiba này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, cái nồi này thì 1.8L thì gia đình 4-5 người ăn, 6 người ăn, ok nha. Đó, rồi, anh em nào quan tâm tới cái mẫu nồi cơm Toshiba này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo nay mới về được cho anh chị em mình là một cái lô dao rọc giấy anh em ha. Đó, đây là một cái lô dao rọc giấy nó rất là xịn sò của Kabushi Japan. Rồi thì cái dao rọc giấy này ở bên trong cái dao nó có sẵn là 5 cái lưỡi anh em ha. Ở bên trong mỗi cái dao này là nó có sẵn là 5 cái lưỡi dao rọc giấy rồi nha anh em. Thì cái này em bán một lần là một cặp ha. Đó, một cặp này là 100k nha anh em. Đó, có sẵn 5 cái lưỡi ở trong đây rồi. Rồi, còn nếu như anh em nào mà mình muốn mua thêm lưỡi thì một cái hộp như vậy nó gồm 10 cái lưỡi dao rọc giấy nữa đó. Thì giá là 30k. Đó, anh em có thể mua thêm cũng được anh em ha. Còn một cái cặp dao rọc giấy như vậy là 100k nha anh em. Đó, tình trạng là chưa qua sử dụng ha. Kabushi Japan. Rồi, ok. Anh em nào mình quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô sạc dự phòng hàng nội địa Nhật rất là xịn sò anh em ha. Đó, đây, đây là lô sạc dự phòng hàng nội địa Nhật ha. Đó, cái này là cái dung lượng của nó là 4.000mAh. Đó, anh em thấy nó rất là mỏng nha. Đó, nó khá là mỏng ha. Nó rất là mỏng, rất là đẹp, rất là gọn gàng. Thường á thì cái dung lượng 4.000mAh là mình sẽ sạc được điện thoại khoảng là một lần ha anh em. Nó ví dụ những cái điện thoại dung lượng cao là mình sẽ sạc được một lần. Còn những cái điện thoại mà dung lượng thấp thì mình sẽ sạc được hai lần. Đó, thì nó rất là gọn gàng ha anh em. Rất là gọn gàng, với lại cái này nó là hàng nội địa Nhật cho nên là cái pin của nó sẽ rất là khủng. Tức là cái độ bền pin của nó sẽ rất là cao. Rồi thì cái này á, là như anh em thấy nó có các màu, nhưng mà khi gửi đến anh em thì em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Và em sẽ ship một lần là hai cái anh em ha, bởi vì nó rất là rẻ. Rồi, và đi kèm nó có luôn cho anh em cái cáp anh em ha.
Đó, cái cáp là để dành cho anh em sạc cái cục sạc dự phòng này. Ví dụ như là đó, sạc dự phòng này thì anh em ghim vô cái đầu này là đầu TC nè, mình ghim vô mình sạc nè. Rồi một đầu còn lại anh em cắm vô trong cái cốc sạc USB của mình là mình xài ha. Còn nếu như anh em mình muốn sạc điện thoại thì mình lấy cái chui USB mình ghim vô đây rồi mình sạc điện thoại thôi. Rồi, khá là hay luôn nha anh em. Đó, hàng nội địa Nhật anh em thấy không? Đó, hàng nội địa Nhật ha, chữ Nhật nè. Rồi cái này là 4000mAh. Đó, rồi ok, tình trạng thì hầu như là chưa có qua sử dụng nha anh em. Mà cái này thì giá cực kỳ tốt cho anh em luôn ha. Thí dụ như cái này là em sẽ bán một lần một cặp nha anh em, một cặp là hai cái ha, hai cái thì màu ngẫu nhiên. Đó, hai cái là hai cái với là cái cáp sạc thì giá cũng chỉ có là 220k thôi, tức là chỉ có hơn 100k một cái thôi. Nó giá rất là rẻ cho anh em ha. Hai cái là 220k. Rồi, đi kèm cái cáp sạc cho anh em mình luôn nha. Rồi, anh em nào mà mình quan tâm, mình có nhu cầu á, thì mình cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình dùm em nha. Đó, rất là mỏng ha, rất là mỏng, rất là đẹp luôn nè. Rồi, ok anh em, hai cái em ship một lần, hai cái là 220k nha. Rồi, anh em nào quan tâm thì cứ gọi điện hoặc nhắn tin cho em. Thì hôm nay em giới thiệu đến anh chị em mình là một cái lô liều cắm trại ha. Đó, thì cái lô này hàng thanh lý giá cực kỳ rẻ cho anh chị em mình luôn nha. Đó, thì anh chị em mình khi nhận hàng á, thì nó sẽ xếp gọn ở trong một cái túi như vậy để mình mang đi cắm trại, camping, du lịch, đi câu cá hay là đi đâu đó mà cần một cái liều á, thì cũng rất là ok anh em ha. Đó, thì cái liều này á, thì anh em mình chỉ việc là mình mở ra. Đó, mình mở ra là bên trong nó có một cái liều xếp rất là gọn gàng như vậy. Khi mà anh em mình mở ra, nó mình dựng lên thì nó sẽ lên được một cái liều như vậy anh em ha. Đó, thì ở trong đây nó có các màu nha anh em. Đó, nó có các màu gửi đến anh em là màu ngẫu nhiên ha, bởi vì nó không có cái nào giống cái nào hết á. Rồi, thì cái liều này anh em mình nhìn sơ qua mình thấy ha, nó thiết kế khá là đẹp nha. Và cái này cái kích thước của nó nha, chiều dài là 1m9, chiều rộng là 1m3, cái này thích hợp cho hai người anh em ha. Đó, hai người nằm rất vừa vặn luôn nha, 1m9 x 1m3. Rồi, ở dưới những cái này, nó ở dưới những cái này nó có cho mình á, một cái đồ để anh em gài xuống đất anh em ha. Khi mà mình gài á thì nó sẽ bảo vệ mình khi mà gió mưa bão gì đó ha. Nó gió mưa bão gì đó thì cái liều nó cũng rất là kiên cố. Rồi, còn phần trên này, cái nóc này. Đó, cái nóc này thì nó có một cho mình là những cái lưới thông gió này, cái lưới này cái thứ nhất ban đêm mình có thể mình mở ra để cho nó thông gió cho nó mát ha, mà nó cũng ngăn được côn trùng. Còn nếu như mà trời mưa sương hay gì đó thì mình cứ đẩy cái này lại. Rồi, thì cái này á, cái mặt trước đó anh em ha, cái mặt trước nó có một cái cửa nè. Đó, cái cửa là nó có một cái cửa anh em ha, và một cái lớp lưới này để bảo vệ ngăn côn trùng nè. Ví dụ mình muốn mở ra cho nó thoáng mát nhưng mà mình sử dụng cái lưới này nó để cho nó ngăn côn trùng không có bay vô trong liều ha. Rồi, nó thiết kế thì khá là đẹp anh em ha, thiết kế thì khá là đẹp mà giá cực kỳ rẻ đó. Cái này á, cái liều này em nói luôn là giá chỉ có 180.000 cái à. Đó, 180k một cái liều như vậy anh em ha. Không còn cái gì mà suy nghĩ luôn. Cái này là cái hàng mà hàng xuất khẩu, người ta xuất khẩu á, mà người ta làm dư, xưởng người ta làm dư anh em. Đó, cho nên là người ta để một cái giá rất là tốt cho mình nha. Đó. Rồi, giá chỉ có 180.000 thôi. Nó dài 1m9, ngang 1m3, thích hợp cho hai người anh em ha. Rồi, và cái liều này á, thì thường tất cả những cái liều anh em thấy những cái loại giải như vậy là nó có chống nước, nhưng mà nó chỉ chống nước là chống nước mưa nhỏ hoặc sương rồi thôi. Còn nếu như mà anh em mà mình đi cắm trại á, mà mình đi cắm trại mà đi mưa bão lớn á, thì mình phải mua thêm một cái tấm nữa, gọi là cái tấm bạc á. Cái tấm bạc anh em che ở phía trên nữa là bao luôn anh em. Còn những cái liều cơ bản phần lớn thì nó đều là như vậy thôi. Đó, nó cũng chống được mưa nhỏ với là sương rồi các thể loại cho mình nhé. Rồi, thì cái liều này thích hợp hai người ha, thậm chí hai vợ chồng với một đứa con cũng được luôn. Rồi, ok anh em, liều này thì bên em đang bán với giá là 180k, tình trạng mới chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Màu thì màu ngẫu nhiên nha, anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu thước anh em ha. Đó, cái này là mẫu thước kéo nha anh em. Thước kéo dành cho anh em mình đo đất nè, hoặc là mình đo những cái gì có chiều dài nó dài á. Đó, thì mình đo bằng cái này rất là ok anh em ha. Rồi, cái này rất là chất lượng nha anh em. Đó, đây nó có cái tay cầm nè. Anh em chỉ việc mình ghim xuống đất rồi là mình kéo nó đi thôi. Nó khá là hay anh em ha. Nè, cái phần đầu này nè,
Đó, mình mở ra nó có cái mũi nhọn anh em ha. Thì khi mà anh em ghim xuống đất vậy nè, rồi là mình rút nó, mình rút nó. Ví dụ đây, em rút như vậy đi. Đó, thì đây ha anh em ha, nó có cái mặt số nè. Rồi còn khi mà anh em xài xong thì chỉ việc vậy, có cái tay quay, mình quay nó, mình cuốn lại thôi. Rất là nhẹ nhàng luôn. Và cái này nó làm bằng kim loại anh em ha. Đó, nó làm bằng cái tấm thép ha. Nó cho nên là nó rất là bền nha anh em. Rồi, xài xong thì chỉ việc mình cuốn lại thôi. Cầm đi cũng rất là gọn gàng anh em ha. Chiều dài của nó tối đa là lên đến 50m nha anh em. Rồi, cái này thì mình đóng lại thôi. Khá là hay anh em ha. Rồi, ok anh em. Cái này thì bên em đang bán với giá là 250k thôi. 250 cái thước đo 50m như vậy nha anh em. Đó, thước đo cắm đất 50m rất là xịn sò ha. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em ha. Rồi, ok. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô cưa xích pin hàng nội địa Nhật của thương hiệu là Nishido nha anh em. Đó, thì cái cưa xích này nó rất là tiện lợi, nó rất là gọn gàng, anh em chỉ cần cầm một tay thôi. Đó là anh em có thể cưa cắt cành cây ha, tỉa dọn sân vườn ha, những cái cây ở trong nhà mình ha, nó khá là ok. Rồi thì cái cưa xích này, cái lam xích của nó để em đo cho anh em mình luôn. Rồi, cái lam xích của nó là khoảng 16 cm anh em ha, là 160mm nha. Rồi, thì cái cưa xích này á, thì đi trọn bộ của nó là nó có đầy đủ cái hộp như vậy cho anh em mình luôn ha. Đó, cái đợt này về nó có đầy đủ hộp luôn, với lại nó có luôn cho mình con vít để anh mình có thể mình tháo lắp cái lưỡi xích nha. Rồi, mình chỉ việc mình cầm trên tay nè, bấm là chạy thôi. Đi kèm nó cái bộ combo này là nó gồm hai pin luôn anh em. Đó, hai pin 20V ha. Đó, thì đây. Rồi, khá là ok. Bấm này ở đây là nó có cái khóa an toàn anh em ha, mình để chắc chắn là mình sẵn sàng mình bấm á thì nó mới chạy ha, còn nếu như anh em bóp cái cò không thì nó cũng không chạy đâu. Ở đây nó có khóa an toàn nè, bấm này vô nè, bấm mới chạy nè. Đó. Đó, cái dòng tua cũng cực kỳ mạnh anh em nhé. Đó, rồi thì bây giờ cái này em sẽ test thử, em cưa cái cây cho anh em xem thử luôn nha. Rồi thì bây giờ em sẽ test, em tưa thử khúc cây cho anh em mình coi luôn nha. Bấm nút thôi. Ok, nó tích tắc là em cưa cho anh em xong 3 khúc cây ha. Cây này nó bự hơn cái cổ tay em nữa nha anh em. Đó, thì cái này cưa cũng rất là nhanh ha, rất là mạnh nha. Đó. Khá là ok. Rồi, quá là hay luôn anh em ơi. Đó, thì anh em thấy cái hiệu quả của cái cưa xích này ha, rất là gọn gàng mà rất là khỏe nha. Rồi, anh em có thể cưa cây dọn dẹp sân vườn các thể loại luôn nha. Rồi, thì cái cưa này trọn bộ của nó thì như em quay là gồm là một máy nè, hai pin nè, một sạc nè. Đó, và sạc này là sạc xài được AutoVolt luôn anh em. Đó, sạc xài được AutoVolt từ 100 cho tới là 220 luôn. Đó, thì trọn bộ này thì bên em đang bán với giá ha, đợt này về giá chỉ có 550k thôi. Trọn bộ này là giá 550k ha, rất là rẻ luôn. Còn nếu như anh em mà mình muốn mua thêm một cái xích nữa để trong cái quá trình mình sử dụng lâu á thì mình có thể thay xích anh em ha. Thật ra là cái xích này nè, trong cái quá trình mình xài nó sẽ bị mòn, mòn thì mình chỉ việc mình giũa lại thôi. Mình giũa rất là nhiều lần thì mới phải thay. Nhưng mà nếu như anh em nào vẫn muốn mua thêm cái lưỡi xích thì bên em có kèm thêm một cái lưỡi xích nữa. Nếu như anh em mua thêm cái lưỡi xích này thì thêm 100k nữa, là trọn bộ của cái này là 550, nhưng nếu như thêm một cái lưỡi xích dự phòng nữa thì là 650 nha. Rồi, ok anh em nào mình quan tâm tới cái mẫu cưa xích pin của Nishido này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nhé. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái thùng rác ha. Đây là thùng rác, cũng thùng rác mini thôi. Đó, thùng rác mini hàng nội địa Nhật của thương hiệu là Yoshida ha. Rồi, thì cái này anh em chỉ việc là nó có cái đồ đạp, anh em chỉ việc đạp rồi tự động nó hạ xuống thôi. Đó, nó đạp lên. Rồi, và bên trong nó có một cái lồng anh em ha. Cái lồng này đó là nó cũng nè, mình nhìn cái đồ xịn không là anh em nhìn ở bên trong đó nè. Đó, rất là đẹp luôn ha, rất là chắc chắn. Anh em chỉ việc là mình bỏ rác vô trong đây thôi, hoặc là mình có thể bỏ vô trong cái túi ni lông á mình xài anh em ha. Đó, trọn bộ của nó là như vậy. Rồi, ok, cái này thì em cũng sẽ đo cái kích thước cho anh em mình luôn nha.
Rồi, kích thước của cái thùng rác này là chiều cao của nó là 35 cm. Đó, chiều cao là 35 cm hết anh em. Chiều rộng của nó là 15.5. Đó, 35 x 15.5. Rồi, còn chiều sâu của nó là 26. Rồi, thì tình trạng là chưa có qua sử dụng còn khá là đẹp luôn nha anh em. Đó, chưa có qua sử dụng còn khá là đẹp luôn. Rồi, ok. Gần như mới luôn anh em ha. Trên đây còn cái siêu chưa lọt luôn nè. Rồi, ok, cái thùng rác này thì bên em đang bán với giá là 490k nha anh em. Đó, thùng rác hàng nội địa Nhật ha. Thùng này là 7 lít 490k nha. Anh em nào quan tâm thì inbox giùm em luôn. Đó rồi, ở đây nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô dây sạc đa năng. Đó, cái này là dây sạc đa năng 3 chui của Nhật nha nè. Rất là xịn sò ha. Một cái đầu của nó là đầu USB nè. Đó, rồi ở đây nó ra cho mình ba cái chui để mình sạc điện thoại ha. Thì ở đây á, là nó ra được cái đầu Lightning nè. Anh em có thể sạc iPhone bằng cái đầu này nha. Đó, Lightning nè. Rồi, cái này là micro nè. Đó, còn này là Type-C nè. Đó, Type-C nè ha. Rồi, micro nè. Đó, đầy đủ ha. Đó, ba cái đầu này là nó hầu như là nó đầy đủ cho mình để mình có thể mình sạc được nhiều cái thiết bị luôn nha anh em. Đó, điện thoại rồi các thể loại ha. Và cái nguồn điện giàu của nó thì anh em cắm vô cái cổng USB là ok. Đó, khi mình ghim vô điện anh em ha, nó mình ghim vô cái chui USB vô trong cái adapter á thì ở đây. Đó, ở đây nó ra ba chui cho mình nè. Đó, và ở đây nó có cái đèn nè. Nó có cái đèn báo cho mình luôn ha. Đó, cái đèn báo rất là đẹp anh em nha. Rồi, cái này thì giá cực kỳ tốt cho anh em luôn ha. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là chỉ có là 70k một cộng thôi. 70k một cộng nha anh em. Đó, dây sạc đa năng 3 chui 70k. Đó, màu đen. Đó, nó có báo đèn đầy đủ luôn nha anh em. Đó, nó có báo đèn đầy đủ cho mình luôn ha. Anh em nào mình quan tâm thì mình cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, cái này là 70k thôi anh em. Đó, rồi, ok. Rồi, ở đây thì em lên tiếp cho anh em là mấy cái đầu khò ga anh em ha. Nó đầu khò ga có đánh lửa tự động luôn nè anh em. Đó, nó có đánh lửa tự động luôn ha. Anh em chỉ việc là mình gắn vô bình ga mình xài thôi. Còn ở phía sau là anh em chỉnh ga nè, nó lượng ga lớn nhỏ anh em ha. Rồi thì cái lô này nó rất là xịn sò cho anh em mình nha. Nó cái lô này thì giá của nó chỉ có 60k một cái thôi. Đó, hàng nội địa Nhật mà giá có 60k thôi nha anh em. Rồi, ok, anh em nào mình quan tâm thì inbox giúp em ha. Nó đầu khò ga nội địa Nhật giá 60k nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái con đại bàng phong thủy của Nhật anh em ha. Thì cái con đại bàng này là nó được làm bằng gang. Nó được làm bằng kim loại nha anh em. Nè, đây là 500 nè. Đó, nó hít anh em ha. Đó, hít ha. Ha. Đó, nó được làm bằng gang, rất là nặng anh em ha. Thì cái con đại bàng này thì anh em mình nhìn vô là mình thấy ha, người ta làm thiết kế là một cái con chim đại bàng nó đậu trên cái cành cây. Nó nhìn nó rất là ngầu anh em ha, nhìn nó rất là dữ tợn luôn á. Rồi thì cái con đại bàng này á thì ở bên Nhật người ta phong thủy những cái con chim đại bàng để trong phòng làm việc hoặc là để trong nhà thì nó kiểu như là nó có cái tác dụng là nó thu hút tiền tài ha anh em. Nó thu hút tiền tài. Đó, rất là phong thủy, rất là tốt nha. Người Nhật người ta rất là thích trưng bày những cái con này. Đó thì anh em mình nhìn tổng thể là mình thấy ha, cái con này nhìn rất là đẹp luôn anh em. Nhìn nó y như là con chim thiệt luôn ha, rất là đẹp nha. Thường những cái con chim đại bàng mà được làm bằng gang, bằng kim loại đồ đó anh em thì nó đẹp, rất là khó tìm những con đẹp nha. Rồi thì cái này anh em mình nhìn vô là mình thấy ha, tổng thể khá là đẹp nha. Rồi bây giờ em sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn. Rồi về chiều cao anh em nha, từ dưới đất lên tới cái phần cánh này là khoảng 46 cm. Đó, cái cánh đó, từ dưới đất lên tới phần cánh là khoảng tầm 46 cm anh em ha. Đó, rồi tiếp theo thì từ ở dưới đất lên tới cái mỏ con chim đi. Rồi từ dưới đất lên tới cái mỏ con chim là khoảng là 23 cm. Còn cái sải cánh anh em ha, em sẽ đo cái sải cánh từ bên đây nè. Đó, cái sải cánh từ bên đây qua bên đây là cũng là 48 cm. Đó, sải cánh là 48 cm nha anh em.
Rồi, cái con chim đại vàng này nó rất là nặng anh em ha, nó nặng khoảng 7,1 kg, 7,2 kg gì đó. Nó tức là hơn 7 kg nha anh em. Rồi. Rất là đẹp, nhìn mặt rất là dữ anh em ha. Đó. Rồi, ok. Thì cái con chim đại vàng này thì bên em đang bán với giá là 4,5 triệu nha anh em. Đó, chim đại vàng phong thủy của Nhật ha, được làm bằng kim loại, được làm bằng gan, cho nên nó rất là bền. Anh em có thể để vài trăm năm nó cũng vậy, rất đẹp nha anh em. Rồi, ok, giá là 4,5 triệu nha. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em luôn. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái đèn đội đầu của thương hiệu là Swiss Test. Thì cái thương hiệu Swiss Test này là của Thụy Sĩ anh em ha. Đây là cái đèn đội đầu của Thụy Sĩ nè. Thì anh em nhìn vô mình thấy nó có cái đèn đội đầu, cái dây đeo để đội đầu, với lại là cái cáp sạc. Đó, thì cái đèn này á, là anh em xài xong thì mình chỉ việc mình sạc rồi mình xài tiếp thôi. Nó rất là tiện lợi anh em nha. Và cái này độ sáng của nó chiếu xa lên đến 140m anh em ha. Chống nước là IPX4 và cái hiệu suất của nó là 550 lumen. Rồi thì cái cây đèn này á, nó cũng khá là ok anh em ha. Tình trạng là mới chưa có qua sử dụng luôn nha. Đó, mới chưa qua sử dụng luôn. Rồi, ok. Rồi thì cái đèn này thì bên em đang bán với giá là 490k nha anh em. 490k, một cái cây đèn đội đầu của thương hiệu là Swiss Test Thụy Sĩ ha. Anh em mình quan tâm thì mình inbox giúp em ha. Cái đèn này thì nó thích hợp cho anh em mình đeo vô để mình sửa chữa điện tử, sửa chữa điện hay là làm những cái công việc gì đó lặt vặt ha. Rồi, ok, giá là 490 nha anh em. Anh em nào quan tâm thì chốt cây này giúp em luôn. Đây, tiếp tục em lên tiếp cho anh em là bình chăm nhớt ha. Nó giai đoạn cuối năm rồi, có một số máy móc hoặc là những cái công cụ dụng cụ cần phải bảo trì, hoặc là anh em mỗi lần mình xài xong cái gì đó thì mình có thể chăm cho nó miếng nhớt ha. Thì trước tiên mình phải có cái bình nhớt cái đã. Có nhiều khi mình xài kèm kéo mỏ lết đồ xong á, mình lười quá rồi mình quăng qua bên, lâu lâu mình lấy ra mình xài thì nó bị rỉ sét á, thì nó bị hư những cái công cụ dụng cụ của mình thì nó rất là đáng tiếc. Anh em mình mua cái bình chăm nhớt như vậy nè, nó mình bỏ nhớt vô, nó mình bỏ nhớt vô trong đây rồi, là chỉ việc là mỗi lần mà xài xong á, mình bỏ nó, mình bỏ cái bình này ở trong cái thùng đựng dụng cụ của mình luôn. Mỗi lần xài xong cái mình xịt 2-3 cái vô trong cái công cụ dụng cụ của mình thì nó sẽ bảo quản được rất là lâu. Rồi thì cái bình chăm nhớt này giá bên em đang bán với giá là chỉ có 40k một cái thôi, giá rất là rẻ luôn nha anh em. Đó, rồi 40k nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là mấy cái mẫu dao của Nhật rất là xịn ha anh em, siêu VIP ha. Rồi thì ở đây đầu tiên thì em sẽ lên cho anh em là một cái mẫu dao của Takayuki. Thì cái dao này á, là dao sashimi. Anh em thấy ha, thường ta thắt sắt cá hồi hay là cái gì đó, thịt mỏng, thịt dài gì đó thì ta sử dụng những con dao này. Bắt đầu bếp giật sử dụng những cái dao này thì anh em thấy ha, cái dao này cái độ hoàn thiện của nó rất là cao nha. Đó, nó rất là cao cấp, rất là xịn sò luôn. Rồi thì cái dao này mẫu này cực bén anh em ha. Rồi cái này á, thì em đo chiều dài cho anh em. Chiều dài của tổng thể của nó lên đến là 39.5 anh em ha, gần 40cm nha. Rồi tình trạng chưa qua sử dụng ha, sản xuất tại Nhật cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái mẫu dao này thì bên em đang bán với giá là 290k. Đó, mẫu dao này thì bên em đang bán với giá là 290k nha anh em. Rồi tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em nữa là một cái mẫu dao của Takayuki nữa. Mẫu này thì gọi là mẫu D3, dao D3. Đó thì anh em thấy ha, độ dày nó rất dày anh em ha. Nó làm rất là đặc thù, rất là dày dặn của cái mẫu dao D3 này luôn. Rồi thì cái này độ hoàn thiện của nó cũng như vậy luôn. Đó, cái này là Takayuki Made in Japan anh em ha. Rồi ok, rất bén anh em ha. Rất bén, rất đẹp nha. Rồi cái dao này thì chiều dài của nó là 30.5cm nha. Rồi con dao này thì giá của nó là 350k nha anh em. Đó. Rồi tiếp theo là tới một cái con D3 lớn. D3 lớn rất là to nha. Đó, độ dày của nó cực kỳ dày nè. Rồi Takayuki. Đó, sản xuất tại Nhật anh em ha. Rồi, rất xịn sò luôn. Rồi thì con này thì bên em đang bán với giá là 400k một con nha anh em. Thì trọn bộ nó, nếu như anh em mình mua trọn bộ là gồm là một cây sashimi. Đó, anh em mua trọn bộ là gồm một cây sashimi, một dao D3 nhỏ, một dao D3 lớn thì trọn bộ là 1.040.000, bên em sẽ bao ship cho anh em nha.
Rồi, ok anh em nào quan tâm tới những cái mẫu dao này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, bây giờ tiếp theo thì ở đây em giới thiệu đến anh chị em là một cái con hút bụi anh em ha. Đây là một cái con hút bụi sử dụng điện, mà cái này á, là nó dành để hút ở những cái thảm nè, nó ghế sofa nè, giường nè, giường ngủ nè ha, chăn ra gối nệm nè. Đó thì đây, sử dụng cái con này rất là tuyệt vời. Anh em thấy con này cũng khá là to nha, cái phần đầu nó rất là to nha. Đó, đây là cái phần mặt dưới nè. Đó, ở đây á, là nó là... Rồi, con này thì sản xuất tại Hàn Quốc nha anh em. Ở đây nè, nó có một cho mình một cái phần rung. Khi anh em mở lên, khi anh em mở máy lên á, thì cái phần này nó sẽ rung. Nó sẽ rung với một cái cường độ rất là cao, để cho khi mà để trên nệm đó. Thì đây, em mở thử cho anh em coi nè. Đó, nó rung nè. Đó, nó rung nè anh em thấy không? Đó, thì cái phần này nó rung á. Khi nó rung á là nó sẽ làm cho là cái những cái bụi á, nó đánh xuống trong cái sàn, nó làm cho những cái bụi rung chuyển thì nó hút lên rất là dễ anh em ha. Đó, thì đây cũng là cái công nghệ của cái máy này. Đó, rồi cái này thì ghim vô điện là điện 220 anh em ha. Hàng của Hàn Quốc thì sử dụng điện 220. Chỉ cần em bấm nút này thôi. Ở đây thì nó thì em trải ba cái gạo ra trên sàn này luôn. Như đây là cái tấm thảm anh em ha. Thường những cái tấm thảm, những cái máy hút bụi bình thường nó rất là khó hút. Thì đây, đó, em bật thử cho anh em coi luôn. Đó, khá là sạch sẽ ha, đẩy qua lần nào là sạch lần đấy liền. Đó. Rồi, sạch trơn luôn. Đó. Thấy không? Rất là ok anh em ha. Ở đây hai này nó có cho mình cái bánh xe để mình đẩy đi, nó dễ đẩy nè. Đó, mình rất là dễ đẩy luôn nha anh em. Rồi, trong cái lúc mà nó hoạt động thì cái phần này nó sẽ rung, nó rung, nó đánh lên trên cái sàn của mình, nó đánh với một cái cường độ mạnh thì nó làm cho những cái bụi, những cái bụi mà nó nằm ở dưới những cái khe nó rung chuyển thì nó rất là dễ hút anh em ha. Rồi còn khi mở ra thì mình chỉ cần mình bóp cái này thôi, mình mở là mình lấy cái này ra. Đó, khá là ok anh em ha. Đó, bụi bẩn thì nằm ở trong đây, những cái bụi li ti nhỏ anh em cũng hút được luôn nha. Đó, thì cái máy này nó rất là hay ha. Đó, xài xong thì mình chỉ việc mình ghim lại thôi. Rồi, tình trạng thì mới chưa qua sử dụng luôn anh em ha. Đó, đây. Công suất của nó là 450W, điện là điện 220 cho tới 240 ha. Rồi, thì cái này bên em đang bán với giá là 950k nha anh em. Anh em nào quan tâm tới cái mẫu máy hút bụi mà hút bụi nệm, chăn ga gối nệm hay sofa gì đó, thảm gì đó thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, đi kèm nó là một cái cọng dây cũng khá là dài luôn nha. Rồi, ok anh em. Dạ rồi, ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu kéo cắt giải nha. Đó, đây là mẫu kéo cắt giải rất là xịn sò, siêu dài luôn cho anh em mình ha. Đó. Rồi, cái mẫu này á, thì để em đo sơ cái chiều dài cho anh em mình luôn đi. Đó, đây. Đây, cái chiều dài tối đa của cái mẫu này là 30cm nha anh em. Đó, khá là dày ha. Đó, để dành cho anh em mình cắt giải, cắt giấy rồi ha. Cắt những cái gì mà anh em có thể cắt được thì anh em cứ cắt thoải mái nha. Đó, rất là xịn sò cho anh em mình luôn nha. Rồi, thì cái mẫu này thì bên em đang bán với giá là 190k một cây nha anh em. 190k một cái cây kéo như vậy nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây trong cái kiện hàng Nhật đợt này về, em về được cho anh em là mấy cái vòi xịt hơi anh em ha. Đó, hàng nội địa Nhật nha anh em, nó rất là xịn nha. Anh em mình nhìn như vậy thôi chứ độ bền rất cao. Rồi thì cái vòi xịt hơi này á, hàng nội địa Nhật này thì bên em đang bán với giá là 250 cặp nha anh em. Đó, 250k ăn cặp nè. Đó, và đây á thì nó có kèm cho anh em luôn là cái đầu anh em ha. Đó, nó kèm luôn cho anh em mình cái đầu dặn vô thôi. Đó, rồi ok anh em nha. Một cặp là 250k nha anh em. Rất là xịn nha. Nó mình mua cặp này mình để mình sử dụng máy nén khí, mình xịt hơi được rất là sạch sẽ nha. Rồi, ok anh em. Anh em nào mình quan tâm tới cái cặp xịt hơi này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì đây ở trong cái kiện hàng của Nhật đợt này em về được cho anh em là một cái cây đàn Yamaha, đàn guitar của Yamaha. Rồi thì cái cây đàn này là Yamaha, cái mã của nó là FG202 anh em ha. Rồi thì cái này là cái dòng dây của nó là dây kim loại anh em ha. Dây kim loại thì nó là acoustic ha. Đó, còn khá là đẹp luôn nha anh em. Rồi, ở phía sau nè. Đó, nó có cái những cái phím của nó anh em ha, những cái phím nè, nó Yamaha Japan nha. Đó, còn rất là đẹp luôn nha. Rồi, về tổng thể thì
Quá là ok anh em ơi. Cây này thì anh em mua sưu tầm rồi cũng rất là ngon ha. Nó sưu tầm, trưng bày, biếu tặng hay là chơi cũng khá là ok. Rồi, cái cây này thì mã của nó nè, nó FG202 và cái này Made in Japan, sản xuất tại Nhật nha anh em. Đó, cái này thì em cũng cho anh em nghe thử luôn âm thanh. Đó. Âm thanh cực kỳ vang nha anh em, rất vang nha. Đó. Đó. Nói chung cái này em chưa lên dây lại. Đó, em chưa lên dây lại, anh em về mình lên dây đàn lại là quá là hay. Còn về cái độ vang của nó thì cực kỳ vang nha anh em. Anh em biết rồi ha, cái kỹ thuật làm đàn của Nhật á, thì nó là đứng top đầu thế giới rồi ha. Nó ở bên châu Âu người ta vẫn rất là chuộng cái dòng Yamaha như vậy. Cho nên tại Nhật nó cũng rất là giá trị anh em nha. Rồi cây này thì ngoại hình còn khá là đẹp luôn nha. Rất đẹp. Đó. Rồi âm thanh thì vang hay. Cần thì cũng rất là chuẩn anh em ha. Rất là đẹp luôn nè. Rồi ok anh em, thì cái cây đàn Yamaha của Nhật này mã là FG202 thì bên em đang bán với giá là 5,5 triệu nha anh em. Đó, cây này giá là 5,5 triệu nha. Rất là giá trị cho anh em sưu tầm nha. Âm thanh rất vang. Rồi ok, 5,5 triệu, anh em nào quan tâm thì inbox cho em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là mấy cái bộ combo vớ ha anh em. Vớ Tommy. Đó, vớ xịn anh em ha, hàng xuất qua châu Âu nha. Đó, thì đại khái em cho anh em coi sơ đi. Đó, anh em mình thấy ha, hàng xuất qua châu Âu ha. Một cái combo như vậy, nó qua tới Mỹ á, thì nó khoảng là 99 đô nè anh em. Combo là gồm 5 đôi anh em ha. Đó, combo 50 năm đôi. Nó qua tới Mỹ là nó khoảng là 99 đô. Đó, đây nè, hàng Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ anh em ha. Đó, tình trạng của nó thì chưa có qua sử dụng nha. Và cái vớ này á, thì em sẽ bán một lần là 5 đôi anh em ha. Số lượng thì đó, bán một lần thì 5 đôi. Nó gồm là màu trắng nè, màu xám nè anh em ha. Màu trắng, màu xám với là màu xanh. Đó, thì em sẽ bán một cái combo là nó gồm 5 đôi. Đó, 5 đôi là 100k. Nó chỉ ở bên qua tới Mỹ 100 đô mà ở đây em chỉ thanh lý 100k thì khoảng là 20 ngàn một đôi thôi. 20k một đôi thôi. Nó có 3 màu, màu xanh nè, màu xám và màu trắng nha anh em. Rồi thì cái này em ship một lần là 5 đôi thì anh em quan tâm thì inbox giúp em ha. 5 đôi là 100k. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái dụng cụ không thể thiếu của anh em luôn ha. Đó, đây là cái mẫu bút thử điện nha anh em. Nói chung mình làm nghề gì cũng vậy, mình cũng nên có cái bút thử điện này cho nó an toàn ha. Khi mà đụng tới điện đó thì sử dụng cái bút này để nó dò điện rất là hay. Rồi thì cái mẫu bút thử điện này thì trước tiên thì nó sẽ đo được điện anh em ha. Nè, em sẽ thử đo cho anh em coi. Nó ví dụ như là em thử ở đây. Đó, anh em thấy không? Đèn nó cháy nè. Đó. Đó, đây nè. Đó, đèn cháy là có điện anh em ha. Đó. Rồi, nó cháy mạnh nó thì tức là nó là dây nóng ha. Còn nó cháy nhẹ thì nó là dây lạnh ha. Rồi, với lại là nó đo được luôn là cái rò rỉ điện anh em ha. Đó, nó cũng rất là hay. Nó đo được luôn là tức là dây nó có bị đứt hay không ha. Đó, nói chung cái bút thử điện này nó cũng khá là hay, rất là thông minh anh em ha. Rồi, thì giá của nó chỉ có 40k thôi. Đó, anh em nào quan tâm thì cứ inbox cho em nha. Để cho anh chị em là một cái mẫu bếp nướng nha anh em. Đó, đây là cái mẫu bếp nướng điện ha, rất là xịn, rất là đẹp luôn. Rồi thì cái mẫu bếp nướng này nó cũng rất là dễ dàng sử dụng anh em ha. Đó, khi mà anh em sử dụng thì chỉ việc là mình xếp ra rồi mình ghim vô điện mình xài thôi. Ở đây nó có cái núm điều chỉnh nhiệt độ anh em ha. Đó, điều chỉnh nhiệt độ ha. Cái này thì anh em mở ra rất là tiện lợi luôn nha. Đó, cái này chỉ là cái chui điện thôi. Khi vệ sinh đồ á thì anh em chỉ việc mở ra rồi mình lấy cái phần bếp này ra thôi. Đó, rất là đơn giản ha. Rất là đơn giản, rất là sạch sẽ luôn anh em ha. Rồi ở trên đây nó làm cho mình thiết kế cho mình một cái lớp là lớp chống dính anh em thấy không?
Đây là một cái lớp chống dính, nó gồm là nguyên một cái mảng to như vậy. Anh em thí dụ là anh em muốn nướng ở bên nào thì anh em nướng ha. Cái này thì nó có cái sóng sóng để dạng như nó chảy dầu mỡ ra ngoài. Còn cái này á, thì như là một cái phần mặt láng đó. Anh em muốn chế biến thức ăn theo hình thức nướng hay xào gì đó thì ok, rất ok nha. Rồi còn cái này là phần điện ha. Anh em ghim vô trong đây thôi. Nó bên hông đây nó có một cái chui điện nè. Nó mình chỉ cần ghim vô thôi. Cái này á, là nó là thương hiệu của Emmet ha. Emmet này là hàng châu Âu nha anh em. Đó đây. Đây nè. Đó đây là Emmet hàng châu Âu ha. Nó xuất qua những nước như là Berlin nè, Paris nè. Berlin là của Đức, Paris là của Pháp ha. Roma là của Ý nè. Đó Emmet Germany. Nó đặt trụ sở ở đây là có rõ ràng ha. Trụ sở này là ở Cộng hòa Séc ha. Đó thì cái hàng châu Âu thì anh em biết rồi, nó rất là bền và rất là xịn. Nó cái này thì châu Âu thì nó yêu cầu cái tiêu chuẩn về cái an toàn thực phẩm cũng như là cái độ bền ha, rất là cao, cho nên mình không cần phải lăn tăn về chất lượng nha anh em. Rồi thì bây giờ em cũng sẽ đo sơ cho anh em cái diện tích, cái kích thước luôn. Tổng kích thước của chiều dài của nó khoảng là 56cm nha anh em. Tổng chiều dài là 56, riêng về cái phần nướng á, là khoảng 45. Còn cái phần nướng này dài là 45 ha, ngang là 25. Ở trên đây thì thiết kế là anh em thấy ha, nó chống dính, dầu mỡ chống dính ha, 45 x 25. Nó kích thước là ngang là, nó ngang là 25, dài là 45. Đó, tương đối rất là to nghe nè. Những cái này thì anh em nướng cả gia đình 4 người, 5 người ăn rất là thoải mái luôn nha. Đó, em đặt bàn tay cho anh em thấy ha. Nó xếp được rất là nhiều thức ăn ở trên đây luôn. Rồi thì rất là ngon. Cái công suất của nó là 1800W nha anh em. Công suất 1800W ha. Hàng châu Âu sử dụng điện là điện 220V luôn. Nó ở đây có cái núm điều chỉnh nhiệt độ anh em ha. Ví dụ khi mình để lên muốn nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao thì chỉ việc dặn cái núm này thôi. Rồi tình trạng là mới chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, mới chưa qua sử dụng luôn. Rồi thì cái bếp nướng này thì bên em đang bán với giá là 1.050.000. Đó, 1.050.000 nha anh em. Giá cực kỳ tốt cho anh em nhân dịp cuối năm ha, cho anh em mình mua sắm ha. Rồi, 1.050.000 cái bếp nướng này nha anh em. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái hộp đựng mũi vít của Boss nha. Đó thì cái hộp này nó rất là nhỏ gọn thôi. Anh em có thể đựng mũi khoan, mũi vít gì đó nó vừa trong đây là mình sử dụng nha. Đó, cái này là của Boss chính hãng nha anh em. Đó, chính hãng của Boss luôn. Rồi thì cái hộp này á, là cái kích thước của nó thí dụ như là nó ngang khoảng 10cm nha anh em. Còn dài thì khoảng là 18. Đó, ngang 10, dài khoảng 18cm nha. Rồi cái này là tình trạng là chưa qua sử dụng luôn ha. Thương hiệu chính hãng của Boss. Đó, Boss Germany. Đó, con này thì nó sản xuất tại Việt Nam. Rồi cái hộp này thì giá 170k nha anh em. 170k một cái hộp dựng vít của Boss nha. Dạ rồi, thì em sẽ kết thúc cái video hôm nay ở đây đi. Đó, anh chị em mình quan tâm sản phẩm nào cũng như cái đồ gì thì cứ vui lòng inbox hoặc điện thoại qua số điện thoại trên màn hình giúp em luôn nha anh em. Dạ rồi, em cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị em trong mấy cái video sắp tới nha.